Mới vậy ngồi uống trà mà nhìn cái hình gái mình, gái giống cha quá, dễ thương quá. Tôi can đảm lắm tôi mới ghi được mấy cái yêu cầu này nha. Rể là phải 100% là con trai rồi. Còn cái điều thứ hai á, là phải biết điều bên gia đình vợ. Yêu cầu thứ ba là ưu tiên con trai trong sớm. Gả con là phải gả trong gần. Suy nghĩ dữ lắm mới đăng cái bản này. Mà ngộ ngang chưa thấy móng nào tới hỏi thăm. Có chứ sao không. Phải có thôi. Vô cái bản. Ồ cái bản. Hả? Con gái đúng không? Gái tôi á. 100% chắc chắn. Chắc chắn luôn. Không thấy cái nét giống tôi à. À cái này cũng giống mà giống mẹ nha. Không có giống ba. À chào bác. Ê chào con. À, thông cảm giùm con đi trễ chút xíu là tại nhà nãy lo ủi đồ á. Ủi cái áo mà ủi hoài sao thắc mắc nó không thẳng ta. Cuối cùng mới phát hiện cái áo này cái kiểu nó nhăn. Vậy hả? Hôm nay là ngày vui mà. Vậy đúng rồi. Mà oh what is this? Cái này là gì? Ti. Ti là cái gì á? Nước trà. Trời đất ơi bác nói nước trà lại đi. Thời buổi này mà nước trà cái gì? Thì sáng tôi hay uống nước trà. Sáng sớm mở mắt dậy là phải uống rượu, đừng uống nước trà. Nãy đi đường khát nước quá, làm hết cỡ cũng 50% rồi. Thôi bây giờ mình vô một cái đi nha. Tôi uống nước trà được rồi. À không cần, cái ly đó, à, rót nước trà. Nhưng mà để đó đừng uống, đó đây uống ly này nè. À, 2 ly, mỗi người 1 ly. Mình ngồi ở trong bàn mà không, mình nhậu với nhau mà. Cái cuộc sống này á, nói thiệt á, đâu có thể mà biết được cái chữ ngờ đâu bạn. Ai bạn cậu? Trong bàn nhậu là mình nói chuyện với nhau như vậy nó mới trẻ mà. Bây giờ mình vô cái nè bạn. Tôi uống rượu được. Uống một cái đi, một cái thôi. Không, tôi uống nước trà. Uống một cái đi rồi uống nước trà bây giờ. Không có được. Không uống được gì ăn, ăn đi. Không, tại hôm nay bất ngờ quá tôi không có nấu ăn. Không có cần nấu đây nè ăn. Cái này gì vậy? À, hướng dương. Hướng dương ăn ngoài rải giống như cúng cô hồn vậy. Thử đi đó bạn, thử bạn ăn nha. Ăn một miếng. Ồ, có răng ăn không? Tôi lớn tuổi rồi, ăn mấy cái hạt này sao cắn? Hồi nay tôi cắn giùm. À, một cái chuyện bình thường. Cắn rồi mình ăn nó rất là... Ủa không. Cái này cái vỏ hả? Thịt này nè. Ăn đi, cái này là hướng dương rất là đặc biệt. Hạt hướng dương nhưng mà nó có cái mùi vị của hạt dưa. Thôi. Cậu cắn vô miệng cậu rồi đút qua miệng tôi. Bây giờ không ăn cái này đúng không? Ủa, không ăn sao được. Vậy bây giờ là bạn muốn ăn cái gì? Khó khăn quá. Ăn cái này nè, ông hay ra dễ quá. Ai à? Trời ơi. Trời ơi. Ê. Chắc cho xin cái nùi dẻ quá. Không phải. Nước quá bé ơi. À, xứ đó xứ. Gì vậy? Bạn chỉ có một người con gái thôi đúng không? Đúng rồi, có một con gái một à. Cái này góp ý chân thật. Cứ nói đi. Lần sau mình treo cái hình gái để mình tuyển chồng á. À. Ở ngoài đời sao mình cứ để y chang như vậy. Không có cái việc gì mà mình phải dùng app hết. Đâu có, cái hình này là xài trắng đen mà. Không phải, cái hình ở trong kia nó trẻ. Còn cái hình ở ngoài này nó không phải 100%. Không phải con gái tôi á, dán cái hình đúng gái tôi đó. Con nhỏ này con nào, con gái hả? Không kìa. À. Này là bạn gái tôi, cùng lứa với nhau trong sớm á. Ông làm gì ông đánh nhỏ vậy? Tự nhiên không đi nhìn bà nói con gái tôi. Ủa mắc cười quá, nó xỉn rồi, kệ đó, nó nói gì cũng được. Đúng rồi anh nha. Cha vô đi nè. Này đồ anh Tám mang qua cho tôi hả? Lát ông ăn sao để cho mấy xỉn ăn. Đó, đây cái này là cái gì? Người ta nói là cái này là khổ cái quá. Món không phải gì là khổ tận cam ranh. À, cái gì không phải gì khổ tận cam lai. Cam lai á. Thì ăn khổ qua là khổ nó sẽ qua. Đúng. Ăn miếng coi nè. Trời ăn bốc vậy luôn á hả? Ngon không? Trời, ngon. Đừng nhậu vậy không á. Uống liền đi. Đúng rồi. Còn cái này là chưa bớt giới tìm trứng gà. Đúng mà. Vì chưa bớt giới đâu ở đây. Dứt luôn cái miếng này. Không, dịn kho. Tôi mê này á. Nói với tôi mê này. Nói mà làm rễ nhà mình là ngon lành á. Bà bậy. Ủa uống mình hả? Không cho bà già uống luôn hả? Thì lỗi rồi vô một cái nè. Trời ơi. Đây. Nói chuyện gì đến gia đình tôi hả? Vô đây. Ok.
này phải nhà tôi mà. Giờ cái này nhà cứ nhà bạn chứ, nếu mà không phải nhà bạn là tôi kêu bạn Đan nãy giờ rồi. Sao nãy giờ tôi có quyền hành gì ở đây đó? Hai là vô nha. Cái vụ nữa đó hả? Khoan vô này ra, để đi vô trong trước, đi vô trong trước đi. À hiểu đi đâu không? Nhà tôi mới muốn vô phải xin phép tôi à. Thì giờ không lẽ giờ bạn thấy người ta vô cứ đường cùng mà bạn không cho, đây bần cùng xin đầu tặc á, không cho là tại chỗ. Đi đâu hả? Nó đi hết, nó vô rồi, nó vô toilet thì đúng rồi. Đây 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 đây. Vô đây. Đây. Ông có cái gì vậy? Cái gì vậy ta? Cái thằng này đâu ra vậy? Cái thằng này tôi dị nó. Trời ơi, trọng rể tôi đâu có thích trọng mà mấy đứa mà nhậu nhẹt bê tha vậy. Ủa nhưng mà tôi thích. Ủa con gái tôi. Ba ơi. Con gái tôi về. Cái đó. Thấy không? Sai khí của ba. Trời ơi, bà ơi là bà. Nè, cái gì á? Tao gặp bà nói thiệt với bà luôn á, hèn gì con mới đi vô tới đầu sớm à, là bà con cô bác người ta túm năm túm ba người ta xì xầm. Con tưởng đâu lâu lâu con về quê con đẹp đẽ người ta khen con. Ai dè ba bài ra ba cái trò kén rể này chi vậy ba? Bài vậy con mới có chồng được. Trời ơi, con đâu có muốn lấy chồng đâu. Vậy con muốn lấy vợ hả? Ê, trời ơi, ba nói gì kỳ cục vậy? Tại con hẹn lần hẹn lửa, năm nào con cũng hẹn đó. Từ 18 tuổi tới giờ là hôm nay là gần 30 rồi, con hẹn hoài. Ủa con là con gái của ba mà tự nhiên ba nói con kỳ cục vậy? Ba mở... Ủa? Vậy ta? Vậy ta mới qua chơi? Đâu? Qua biết đâu rồi đó. Ủa? Trời ơi con xà vô là thấy con mừng muốn chết luôn, định chạy nó ôm con hất một cái gì Tám ngồi đây luôn biết nói gì. Con xin lỗi, Tám không phải ý là à, con đang quạo quá, con bực ba con quá. Biết con đang nhào qua nói chuyện với ba con liền tay con vậy. Con gái vô nè, vuốt giận. Tám ơi Tám, Tám phân thử cái chuyện này cho con đi. Ba ơi dứt khoát năm nay lấy chồng. Thôi mà con nói thiệt, ba bây giờ hả, bao nhiêu tuổi lấy chồng cũng được hết trơn á, con còn trẻ vậy nè, để cho con lo tương lai sự nghiệp đi. Còn ba, ba mới là phải lo cho ba đây nè. Má nói câu à, công bằng nè, con cứ lo tương lai của con. Dạ đúng rồi. Khi nào con muốn lấy chồng thì con lấy, hay không? Con đừng có lo những cái chuyện của ba với của má nữa. Má nào đây? À, má nói gì? Đúng rồi, má Tám. Má Tám nói đúng á bà. Sao? Con đúng? Nói thiệt á, bây giờ á, ba nhiều khi ba lớn tuổi rồi, ở nhà có một mình ơn con thì đi làm xa, cái đâu có ai lo lắng chăm sóc sức khỏe của ba. Đây, đâu con má thì ba nói chuyện con thấy là ba cũng có những cái suy nghĩ mình hơi cổ hủ nữa. Có má Tám ở kế bên, cái xong cái má Tám lúc nào á cũng vui vẻ, suy nghĩ tươi mới nè, cơm nước nước đó, thành ra ba cũng tươi mới sáng sủa hơn. Cảm ơn. Bây giờ vậy mình lo cho con mình trước đi ha, cho con nó sống theo cái cách của nó. Bây giờ nó muốn lấy chồng lúc nào thì kệ nó. Bây giờ nói tóm lại, ông chịu cái thằng đó không? Tôi chịu rồi đó. Ủa thằng nào? Trời ơi, cái này sao màu thiệt luôn á, mình tiết chế lại. Ủa nhà bà, xin lỗi thì biết nhưng sao bạn mà qua chơi mà không nói con biết? Không phải bạn đâu, đâu vô á. Ê hả? Bé Thương. À dạ. Anh nè cho ôm cái em không? Ôm ôm cái. Ê gì vậy? Đừng chống cự. Ê nè, anh làm gì vậy? Ờ bà anh thằng này đâu? Trời ơi, con không đừng thích. Con đứng im coi. Con dựa vô coi. Đây nè, nó chơi cái bờ vai, bờ vai để nó dựa vào của thằng đó. Ủa tao đẹp thôi. Trời. Cái gì vậy? Trời. Ai? Cứu em. Giang ra coi. Sao Giang mất gì? Giang gì? Ai vậy? Ai không? Ai sao? Làm cái gì sắp sắp vô vậy? Nó đâu có sao đâu, bất giận làm gì? Đừng ôm gì em không sao. Trời ơi, tự nhiên cái không vô quán đồ anh đã vậy. Trời ơi, tôi làm gì nó chết tôi thương. Con trai của mẹ. Ủa? Ủa ta. Sao con nói 30 con mới về mà bữa nay con về toàn bất ngờ quá vậy nè. Dạ nhờ về sớm con mới thấy được cái cảnh này nè. Con tha con làm gì vậy? Hả? Đây má chọn rễ cho ông đây. Ghen hả? Mà nói đây là rễ của bác ba. Má đại diện kén rễ cho bác ba được không? Bà má chọn này được không? Trời, sao má rảnh dữ vậy má? Má rảnh lắm. Con trai của má cũng đang ở không nè. Kệ con. Sao má không kiếm dâu đi? Ủa? Ê, hai bé đứng ra. Hai bé đứng ra coi. Hai đứng ra coi. Vô đây. Đứng đây. Cầm tay ra. Trời ơi. Quần áo tình yêu đẹp đôi. Chuốt cha. Ý, hai đứa này đẹp đôi quá ông ơi. Nhìn nè, thấy không? Nhưng mà đâu có được. Hai đứa bay đã từng nói như thế nào? À, con là anh kết nghĩa, anh nuôi, không thể nào cưới nhau được mà. Buông tay ra. Không, thật sự thì tật thì tụi con tạo ủa tắt hộp gì vậy ta? Tự cái gì vậy má? Tự bán ủa đó, không được tách ra cái gì không? Hai chúng tôi chỉ tay đã khớp vào nhau rồi, không có tách ra được. Khớp hả? Tao chặt cái tay mày luôn. Không, mày buông ra. Đem ra. À bác ba, bây giờ ý vậy? Con sao bây giờ? Bác muốn tổ chức kén rể đúng không? Đúng rồi, ba ngày nay tổ chức kén rể á. Con thấy là những yêu cầu trên này cái con gì? Đáp ứng được hết, cho nên
Ngày hôm nay con xin đường đường chính chính bước vào đường đua kén rể để được trở thành chồng của thơ. Còn con, mặc dù con không biết là mình đua có đến đích hay không, nhưng con hứa con lúc nào con cũng sẽ luôn luôn rồ ga. Hay quá. Còn ta với ông già này, hai đứa mình hãy vô đây ngồi coi cho nó tỉ thí. Vô đây ông. Tỉ thí điều gì đây? Nói về thơ, không ai hiểu và yêu thơ bằng tôi. Sáng tôi cũng có thể thơ, trưa thơ, tối thơ, cho nên lúc nào tôi cũng có thể xuất khẩu thành thơ. Còn tôi cũng vậy, lúc nào tôi cũng có thể xuất khẩu thành thơ, trừ lúc đánh răng thôi. Mời anh xuất khẩu. Được, có thơ rồi, tôi nâng thơ như trứng. Có trứng gà, tôi luộc trứng cho thơ ăn. Thơ gì mà nghe 15.000 một chục quá vậy. Đêm đêm thắp ngọn đèn trời, vô thơ. Cầu cho tôi được suốt đời bên thơ. Hay quá. Hảo thơ. Thì ra là ban ngày con chơi muốn chơi ban đêm mà. Được. Đêm đêm mất ngủ vì thơ. Bèn khiêu thơ dậy hai người chơi dơ. Thơ kỳ quá. Cái đó là thơ. Thơ gì mà có hai người chơi dơ? Nghĩ bạn, nghĩ. Cái này là nói chuyện, không phải làm thơ. Một cái câu đó hồi nãy là thơ hả? Một cái câu nói sinh hoạt bình thường. Tự nhiên thơ mà hai người chơi với. Bây giờ á hả, không có thi thố gì nữa hết trơn á. Mà ba cũng đừng kén rể, dì Tám cũng đừng kén rể. Thôi đi con sao? Tại con... sao kén rể hả con? Tại vì... Tại sao à? Con với ảnh đang yêu nhau. Trời ơi. Ôi nghe qua như sét đánh ngang. Con diễn xong rồi. Cho con xin tiền. Ủa? Lát tôi đưa sao? Ủa dạ. Diễn xong là gì? Dạ tại vì cái cơm mướn hết, cái áo này là cũng mướn đồ luôn cho con, áo này là của cổ. Ai mướn con? Đây cái cô Tám này, áo là cổ mướn. Con hình hài thật của con đây. Trời ơi. Vâng. Tôi nói hoạch tạc ra nè. Tại vì tôi muốn cái hai đứa để lòi cái mặt ra đi. Ghét tôi mướn này đó. Rồi lát trả tiền. Còn tôi có 500 ngàn đưa em. Cái gì 500 gì dữ vậy? Đừng. Bo luôn. Lý ra con trăm cho luôn. Hồi lát chuyển khoản nha. Lát chuyển khoản à. 500 ngàn đó là mày nhậu tới mùng 10 mày khỏi lấy tiền tao luôn. Tôi cũng mê mê thơ nha thơ. Ủa cái vụ này là Tám bài đầu Tám mướn hả? Em bài đầu đó. Ủa ba, vậy là ba không có biết chuyện gì Tám mướn người hả? Đâu có biết, ba cũng tại tụi con hết á. Có nhờ vậy bây giờ nó mới thú thiệt. Chừng nào tới một cái thời điểm thích hợp thì tụi con nói. Trời ơi con của má mà hiểu mà. Nè, thấy con trai tôi chưa? Đẹp trai không? Giống má đi đàn. Nó đàng hoàng, công ăn việc làm cũng vậy, không rủ chè. Tôi sợ nhất là rủ chè. Mà giận gái tôi á, quen được con trai của Tám vậy là tôi mừng. Hiện tại là hai đứa con nè ha, hạnh phúc là ba má vui nghe chưa. Vậy Tết hôm nay hai gia đình mình sống hỷ lâm môn. Cái gì vậy? Ủa, hai mướn là gì? Ủa, cái lần thứ gì? Trời ơi, cái gì nó đây? Gì vậy? Vậy? Ai vậy? Con. Ủa, làm gì con? Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Ok, chúc mừng năm mới. Cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu. Thèm đốt pháo. Đốt đi cho anh ta lập biên bản. Vì tiếng cười em rộn ra lòng anh rồi. Tết nay anh không thèm đi chơi. Đi nê hay nhạc hồi, Đà Lạt hay Vũng Tàu. Trời, có tiền đâu đi mà đặt xạo xạo. Tết nay anh không thèm chơi hoa. Trời ơi, trời ơi. Không thèm chơi hoa. Hoa từ đầu ngõ vô tới sao biết cái điều trong toilet cũng chung bông mà bà đặt đến nay không thèm chơi hoa. Trời ơi. Nè Kiều ơi Kiều. Suốt ngày toàn đâm chọt tôi không à. Sao tôi hát câu nào cũng chọt tôi câu đó vậy hả? Tại vì á, hát á mà hát chổi vô bản họng. Khó nghe quá người ta phải nói. Thấy không, thấy hai không gian khác nhau không? Ở cùng một xóm mà nó hư cả một cái không gian. Bên này trời ơi nó hôi quá trời quá đất. Mà nó xấu xí quá. Còn bên này trời ơi hoa rực rỡ. Trời ơi đủ thứ loại hoa. Nghe mùi nè. Mắc cười quá à. Gì? Con tôi á làm nghề hốt rác ha. Thì nhà tôi chứa rác chứa ve chai là đúng rồi. Mắc cười quá. Còn hơn đỡ bên kia cả đó. Nhà không có phải trồng bông cũng không phải bắn bông mà lên khên vậy đó. Trời tôi thích nghe cái mùi này, nó lý tưởng. Chẳng hạn như là nè, ví dụ như bông mồng gà mình nghe thử coi là nó nghe cái mùi thịt gà đó. Nè cái bông cúc này mình tới gần coi
bông cúc cái mà nghe mùi trứng cúc, thấy không? Còn ví dụ như mình có bông khoa, bông lan cái mình nghe mùi mùi khoai mì, đúng không? Chị chất quớt vậy? Chất quớt cái gì? Tôi nói toàn thể bông nhà anh á, chỉ có một mùi một thôi. Mùi gì? Cái mùi mà cúc lan huệ gì đó là nó ở cái ngày mà 30 á, cái lửa mới đem bông về đó. Ừ. Ha, thì còn nghe mùi đó, còn tới bữa nay là toàn bộ nó một cái mùi thúi quắc. Trời ơi, không biết bên nào thúi hơn bên nào à. Nói người ta không à. Trời ơi, tôi nói chị nha. Cái mùi bên chị nó hôi hơn mùi bên tôi. Nhưng mà nói đi nói lại tôi cũng tức nữa. Con của chị hốt rác, chịu hốt cho ta đi. Để nó hôi rình cả cái khu phố này là bệnh hoạn tới sao? Ủa anh thấy cười quá à. Gì? Người ông bà mình nói á, đầu có xuôi á thì đuôi nó mới lọt, đúng không? Người ta nói tháng giêng là tháng ăn chơi, anh còn ăn nhậu thì con tôi nó còn nghỉ làm. Trời mắc ơi. Mới vậy bắt con tôi đi làm. Trời ơi, thôi, công việc là phải công việc. Còn ai biểu đem bông về chừng chi cho cả đống cả lèn rồi chứ người ta hốt. Trời ơi, cái thằng Long, con rể tương lai của tôi đó. Trời ơi, dù sao nó có con của chị mà không nể mặt tôi gì hết. Long, trời ơi mày đóng lòi trời ơi. Trời, tôi nói thiệt cho tôi kêu ra. Con gái của anh á, con gái mà như thằng con trai vậy đó. Cái gì? À, tối ngày nó đi nghênh ngang khắp xóm, còn con trai của tôi thì sao? Con trai của tôi vừa đẹp trai vừa dễ thương, nói năng nhỏ nhẹ từ tốn đàng hoàng, đúng không? Im đi coi trời. Ai la cái gì chói lõi vậy? Thằng Long dài. Ngắm coi. Cái gì vậy trời? Cái gì vậy? Không cho người ta ngủ. Mà ai mà cái giọng mà cái bà nào mà giọng khét lẹt không ba cho. Ba cái ghê đó. Bà má. Mà sao tự nhiên ôm sầm vậy? Đâu phải tao tự nhiên tao ôm sầm. Sao? Có người kiếm chuyện tao kìa. Con mày qua mày xử đi. Nó kiếm chuyện má mày kìa. Ừ, bên đó đó. Xử gì? Đưa cái thằng rể qua đây sao nó dám xử tôi? Chú. Hả? Anh nói chú em nghe nè. À, cái gì vậy? Nghe ngữ nhà hả con? Hả? Đúng rồi. Người lớn, con là nhỏ nha. Ha. Cốt quên rồi. Hôm qua là mấy bữa trên bàn nhậu với hôm qua Cốt nói là vô bàn nhậu là bỏ gia giới gì hết. Bỏ tất cả gia giới gì hết. Bây giờ là xưng là anh em cho ngang hàng cho dễ xử với nhau. Cốt nhớ không? Ủa có hả? Có. Ủa có hai đứa bạn nhậu. Chỉ nhớ là mau quên lắm nha. Bớt ăn nhậu lại nha. Tối ngày xỉa xói bên đây ổng cứ nói nhà mình á rác rến rồi nói nhà mình hôi hết. Nhà tao dựa đồ để tao bán để dựa cho chai để tao lựa mà cứ nói này nó nọ hoài. Nè Kiều coi đi hả, cái xóm này ha, ai làm nghề thu dọn rác có phải là bên gia đình của Kiều không? Đó. Vậy thì ai làm bây giờ? Con phải làm chứ, để cái xóm này toàn thôi chuyện này dễ xử rình hết mình dọn được cái cả đi. Bây giờ dọn đúng không? Rồi dọn rác thôi mà bùng hôi rình nè. Trời ơi. Trời xong. Cái bọc dĩa chai tao chưa có bán, mày đem qua đó làm gì? Hả? Dọn lại hả? Dọn về. Trời ơi. Kỳ cục mà. Ai bảo mình dọn cái đó? Cái đó. Trời ơi. Cái này năm sau còn trồng được. Trời ơi, còn gốc bự mà đem về. Trồng cái gì nữa? Toàn là bông giả không đây nè mà trồng. Không, rồi dọn lại. Rồi xong. Dọn là dọn mấy cái chậu hoa nè, nó bị hư rồi đó, nó héo rồi đó, quăng đi hết đi. Mấy cái này phải không? Bỏ thôi đình nè. Bỏ xuống. Bỏ xuống liền. Ủa? Về biểu. Về đây. Ra biểu. Dạ. Tháng giêng là cái tháng ăn chơi. Má, mày làm vậy rồi cả năm mày cực khổ quá anh chi. Không có biết gì hết trơn cái trời á. Không có dọn gì hết á. Quên, giờ con nhớ. Nè, ra được đây, qua đây. Dạ. Nè, hôm nay mà con không dọn hết cái đống rác này ha, là từ đây về sau là không cho con cưới con gái bắt đầu. Mày qua đây, qua đây. Ha, mày mà bữa nay mày bị dọn qua ổng ha là mày bị mặt má mày. Là tao không có cưới hỏi gì hết trơn á. Không cưới. Ủa không cho con cưới gì là con cưới ai? Cưới em. Trời ơi. Cưới em đi. Mày làm gì vậy? Trời ơi. Mà sao nó đi chỗ khác trong số không sao mà đi tới khu vực này có bốc cái mùi hôi dễ sợ luôn á. Ai đây? Trời ơi. Từ nay hãy gọi tôi là Mộng Trinh. Trời ơi. Mộng Trinh. Trời ơi, con gái. Bình tĩnh con. Cái gì vậy? Bố má tôi nè. Đè nặng quá. Mua cái gì tụi? Ủa con nhỏ này sao mày làm gì vậy? Nè, đi ra chỗ khác không? Xé xác ông ra đó. Về đây với bác đi con. Về quá à. Gì vô làm gì sao quần vậy? Sao quần gì? Bộ cái xóm này hết người rồi hả? Thuốc này cứ xèo nẹo bên chồng sắp cưới tôi hoài vậy? Trời ơi, ta bạn nhậu chứ có gì đâu. Ông này, ông nói không có bồ, ông buồn rủ tôi nhậu. Bà nó không có bồ, buồn quá rủ tôi quýnh bài chung. Giờ tôi giúp hai người vậy thôi chứ muốn gì nữa. Ủa giúp ta cãi nhau thì có. Trời ơi, mày khỏi giúp.
Nè, từ nay mày khỏi bận lòng về cái chuyện đó nữa ha. Chuyện đó sẽ không có bao giờ tái hợp xảy ra khi mà ở bên kia cứ cà khịa với tao hoài. Nè, chị đừng có nói vậy nha. Nếu chị nói vậy từ đây về sau chúng ta không nhìn mặt nhau nữa. Tới. Trời ơi, nó chơi không rành đó. Chúng mày nghĩ đi, nghĩ đi, thiếu đi. Mệt quá. Đầu năm, chua quá, chui. Ủa, bác cũng biết nói đầu năm đầu tháng rồi chung tiền con đi chứ chị. Bác cũng là người nói mà tháng giêng là còn Tết, cho nên bác không cho anh Long đi hốt gác thì bác giờ bác phải chung tiền cho con. Tháng giêng tao nói rõ ràng, tháng giêng là cái tháng ăn chơi ha. Ăn chơi không lấy tiền đâu thì thiếu nợ là cái chuyện bình thường. Trời ơi, thiếu nợ sao được mà thiệt luôn á. Ê. Má chồng mày nha. Ha. Dạ. À, bây giờ mày quánh tao luôn đúng không? Tao đâu quánh nó đâu. Tao mà làm cái bóp đó là cái gì? Tại vì đập mũi nè. Con mũi nó to như con gùi vậy đó. Trời ơi, chứ ghê quá. Thôi. Trời ơi. Thế mà sao tự nhiên cái heo này nó sao vậy? Thôi. Trời, hai dáng vừa chặt đôi heo rồi đi nè. Đề nghị im lặng, giữ trật tự cho người ta ăn nhậu đồ. Là như vậy làm sao mà ăn nhậu ngon đúng không nè? Nè con nhìn đi. Ba với chồng tương lai con mặc đồ giống Vi Thành Đoàn không? Con giống như thùng phi á. Không được, không được. Sao? Mình chuẩn bị nói chuyện với ba rồi. Phải dạ. Nói chuyện cho nó qua Mỹ chút xíu. Dạ, qua Mỹ là sao vậy nè, ba? Nhìn thấy giống như cái bao rác không? Bởi vậy, người có rượu vào lời ăn tiếng nói nó thánh thoát ghê vậy á. Cái gì ngon, ba ngon, 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 ngon. Ba ơi, cái mặt ba bị cái gì mà sao nó cứ đỏ giống như nổi ban vậy? À, cái này hả? Cái này chắc tuổi dậy thì. Là sao? Nổi mụn. Bình thường thôi. Vậy thì muộn hết mà. Rồi hai người làm gì tự nhiên mặc áo mưa vậy? Dạo này mũi nhiều quá, ngồi nhậu cắn nhiều quá. Thôi mặc cho nó chắc ăn. Lỡ con ngã gục xuống của con có cao mưa nó chùm. Trời ơi, thông thái, rượu vào lời ra thông thái cực kỳ dễ sợ luôn á. Anh vừa phải anh thôi á. Đủ ba em nhậu từ sáng tới chiều tối, thôi dẹp đi, bây giờ còn nhậu cái gì nữa, từ trưa tới giờ rồi. Cốt, hả? Dạ cho con xin 5 phút để con dạy vợ tương lai của con nha. Rồi con dạy đi. Em à, chuyện của phụ nữ là chuyện ở trong nhà, bếp núc nha, lo nhà cửa, còn có chuyện nhậu là chuyện của đàn ông. Nói chuyện riêng thiệt luôn á. Cốt, hả? Không ấy mình cởi áo mưa ăn nhậu cho nó ngon nha. Ừ. Hay gì vậy? Nó đổ mồ hôi hóa. Nó khó chịu quá phải không? À, đúng rồi. Chừng nào? Chừng nào xỉn nhớ chùm lại nha. À, đúng rồi. Đó, thấy chưa? Vậy nó thoải mái liền, thấy chưa? Quá đã. Tốt. Bây giờ mình trong lúc mình đợi mọi cái mình làm một ly cho nó sơm sơm tủ cái nha. Rồi. Ủa mà sao nhìn mặt cốt này xanh vậy? À, đâu có xanh gì đâu. Người nó hơi ớn ớn sao á. Chứ chiều cái đó. Bởi vậy, bữa nay là con thấy sức khỏe của cốt là yếu lắm đó nha. Bớt ăn nhậu lại nha. Vô cái đi. Nhậu hả? Dạ. Sao nhậu mồi màng dữ trơn vậy? Nhậu không ăn cơm phải không? Ôi, dạ cơm gì ăn cơm mập lắm. Vậy thôi nè, cá mới kho nè. Tính ăn cơm nè, thôi nhậu luôn đi. Ủa trời ơi. Này có lý quá à. Má cá kho như đậu đen. Cá kho đậu đen muốn này muốn đấy. Trời ơi, món lạ, món lạ. Lạ cái gì trời, người đi điên. Không, ngon, mấy béo á. Mấy cái đậu đen à. Ủa má con kho đậu đen quá trời luôn. Nè, đậu đen quá trời luôn. Trời, kho hơi bị ngon nha. Không, cá kho bình thường. Ừ, cái này. Ôi, ba con ruồi nó bu quá. Trời ơi, rùi nó bu mà tưởng đậu đen. Không sao. Hả? Không sao, cái ăn mấy này vô trọng cái rượu á, nó nấu chín luôn. Nè, đó con ham lại rồi đó. Đó, có thịt kho hột vịt luôn nè con. Đó, đó, đây. Trúng rồi. Trúng rồi. Cái gì vậy? Trúng rồi. Cái gì vậy? Cho nó đỡ mùi. Vô tới là xịt gì mùi gì? Trúng rồi. Ê, trúng số hả? Trúng rồi, Đài Vĩnh Long, sổ số đầu luôn rồi. Còn trúng. Cho mượn tờ giấy vợ coi. Ở chỗ nào? Đây, vé số. Trời ơi, tôi chưa có giờ. Trời ơi, mùi số nữa, đúng không? Hả? Ui, cái gì vậy? Làm bộ á. Đúng rồi. Chạy vậy? Bình tĩnh. Đúng rồi, bình tĩnh. Có gì thiệt không? Sao mà run dữ vậy nè?
đúng không? Trung 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 129227 nè, đọc đắt đúng không? Còn cái số mình 431915 cái số bự chảng nè. Ôi trời, đọc báo chỗ nào? Trúng gì? Trúng thật. Còn ông trúng cái gì không? Đừng không la quảng nữa. Trúng gió. Sao trúng thật trúng gió? Ăn cái gì mà nó giống như là đau bụng quá, nó giống như trúng độc như trời ơi. Trời ơi, cái gì? Ăn cái này đúng không? Rồi tùm lum. Không biết chứ chiều lại là người nó rung. Nó rung mà ở ngoài nó nóng, ở trong nó lạnh. Ôi trời ơi, không biết nó bị mấy gì ngày nữa. Rồi hả? Mấy ngày rồi đó. Trời ơi, cái này mũi cắn làm sốt xuất huyết rồi. Huyết chứ phải vậy thì hả? Trời ơi, thấy chưa, con nói rồi đây, nhậu nhẹt rồi ăn mấy cái đồ ăn đâu mà rồi mũi tùm lum là do cái đống rác này nè. Ngồi nhậu đây rồi mũi nó chết. Rồi ăn đồ ăn á rồi nó bu rồi trúng thật trúng gió là sốt xuất huyết là đúng rồi. Rồi bây giờ làm sao đây? Trời ơi, quá rồi. Đi đây. Gì kỳ vậy? Cái gì mà trời, bỏ luôn. Trời ơi, chưa xong chưa. Bà chuẩn bị vậy là được rồi. Còn 15 phút nữa là giao thừa rồi. Đi vô. Tôi phải đi ra. Đi đâu ạ? Tôi đi qua nhà bà Bảy thiếu trái dừa rồi. Thiếu trái dừa là sao? Lại đây. Ây nè, ông nhìn đi, cầu dừa đủ xài, thiếu trái dừa rồi. Không cần trái dừa, cầu đủ xài là đủ rồi. Trời ơi, không có được. Ông làm gì mắc gì đi vô hoài vậy? Còn 15 phút nữa là giao thừa rồi. Nội bất xuất, ngoại bất nhập, không ai được ra vô hết á. Ha, để chờ người xong đất, bà hiểu không? Đi vô. Trời ơi, cái gì mà đi vô vậy? Để lấy trái dừa để cho đủ. Không, tôi nói bà đi vô cho tôi. Nè, bà đi vô. Ê, nói nghe nè, ông đẩy một hồi qua tới nhà bà Bảy đó. Bà phải ở đây cho tôi. Mệt mỏi, tôi đã nói rồi, phải chờ người xong đất, hợp tuổi rồi mới nhào vô. Ủa? Ba nói sẵn cái gì vậy ba? Má mày đâu? Dạ, má đi qua nhà bà Bảy rồi. Trời đất ơi, ba đi vậy rồi hồi ba về ba trễ giờ, rồi ba không vô nhà được, rồi ba cằn nhằn sao? Ta đã nói với mày. Ủa rồi, thằng kia. Dạ. Ra đó làm gì? Dạ, con ra đây để đứng chờ người yêu con tới. Đi xuống. Thôi ba, ba nghe con nói đã. Năm nay á là bạn gái con qua nhà mình ra mắt ba má, rồi nhân tiện là ăn Tết ở đây luôn. Ôi, đi vô. Lẹ lên. Gì vậy? Rồi tới giờ giao thừa rồi, con đi vô. Mày đi vô giùm tao. Đi vô án binh bất động ở trong nhà. Tại sao vậy ba? Thì tại vì phải hợp tuổi. Năm nay là năm con mèo, mày là con ngựa, má mày cũng là con ngựa. Ba, cái gì kìa ba? Gì? Dạ, đi nha. Ê, má ơi, má. Trời ơi, cái gì mà tuốt bên nhà bà Bảy tao nghe rầm rần vậy? Sao vậy con? Cháu. Ba bị sao á? Bây giờ ba cứ không cho con ra đây đứng chờ bồ con. Ôi, bây giờ bồ con tới, bồ bỏ con làm sao? Ôi, trời, để ba lá gì vậy? Sập cầu. Ê ba, mày nói đúng, đi xuống không? Trời đất ơi, cái cầu nhỏ xíu như tôi vậy đó mà hai con voi tấn lên trên đó hả? Trời ơi, tránh ra. Trời ơi, đã biết cái đà tôi xa thì làm ơn né qua một bên đi trời. Ông làm gì vậy? Con cái đứng chờ bạn gái mà ông làm gì khó khăn vậy? Đi vô nhà đi, chừng nào đó tới thì nó kêu cửa. Còn có mấy phút nữa là giao thừa rồi. Tôi đã chọn người xong đất cho nhà mình rồi. Phải xong đất hợp tuổi, hợp mạng thì năm nay mình mới làm ăn phất lên được. Ai mà giữ vậy? Tôi đã nghiên cứu nguyên một cái xóm này rồi. Tôi ký độc quyền 500.000 với nó rồi. Trời ơi. Con cái xin 50.000, nâng lên đặt xuống hoài. Người lạ cho 500.000 không có tiếc. Ừ, ông nghĩ sao vậy? Ông đưa ai qua sông đất? Tôi kêu thằng Sáu Xỉ. Trời ơi. Ông nghĩ sao mà ông kêu thằng Sáu Xỉ? Trời ơi, thằng Sáu nấu sáu chai qua đây nó mặt nó xỉ một tông. Sao mà hên được? Dạ đúng rồi. Ai xong đất mà ông được, sao ông thấy kiên cử này? Bây giờ đi vô, tôi kêu đi vô không? Tôi kêu đi vô. Hai người không vô nha. Một hồi mà giao thừa một cái rồi nha, mà không vô được nhà nha, đừng đổ thừa tôi nha. Bây giờ tôi vô một mình đi. Ê trời, ông chơi ông ơi. Cái gì vậy? Ê má, có lâu rồi, có lâu rồi. Giao thừa rồi. Dạ. Ôi, Happy New Year. 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 Hạ
mắc họ gì? Từ nãy giờ tôi kêu vô nhà đi không vô. Thì bây giờ vô nè, trời ơi, ơi vô thắp nhang cho ông bà. Dạ. Ơi. Đứng lại, bà đi đâu? Trời ơi, vô thắp nhang. Nói ông bà chờ chút xíu đi. Trời đất ơi. Ha, bây giờ không ai vô nhà được hết á. Chờ thằng sáu xỉ. Thôi. Thằng sáu xỉ nó xong đất xong là mình mới vào trong được. Rồi chừng nào thằng sáu xỉ nó mới tới đây nó xong đất? Tôi đã hẹn nó rồi, hễ pháo bông bắn là một cái là mày xuất hiện liền, mày xong đất cho nhà tao liền đó sáu xỉ. Không được đâu ba, lỡ như người yêu con á mà qua trước cái ông sáu xỉ đó rồi không cho nó vô nhà, nó chia tay con rồi sao? Vậy chia tay thì chia tay. Ủa? Ai? Ai nói chia tay? My destiny. Cái vậy? My honey, lời nói đầu tiên con xin gửi đến gia đình mình lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Lời nói thứ hai, nhân dịp Tết đến xuân về, con có hai câu thơ muốn tặng cho gia đình bác. Kính chúc gia đình mình tiền ra như nước, tiền vô như rùa. Cái đầu mày á chứ hay. Cái gì? Đầu năm đầu tháng nó chúc mà tiền ra như nước mà tiền vô thì như rùa. Là nguyên một cái năm nay tao nghèo. Nghĩ sao vậy? Sao vậy? Ủa, sao con bạn gái mày đó kém duyên quá vậy? Bác, sao lần đầu gặp nhau mà bác đã biết tên con? Con xin giới thiệu, con Nguyễn Hổng Cao kém duyên. Kém duyên đâu có duyên quá trời. Mày qua mày dằn con bạn gái mày lại đi cho ông nắm đầu gịch tóc con nhỏ bây giờ. Dạ. Anh nói bé nghe. Ê trời đất ơi. Trời ơi. Bé nào? Thôi con quýnh, con quýnh. Dạ xin lỗi bà. Nè. Bây giờ em phải tém tém cái nết em lại hiểu không? Nhiều khi em giỡn anh thấy vui muốn chết luôn. Cười mà... chết. Ê ê. Nhưng mà ông này không có hiểu hiểu không? Anh nói anh quạo hả? Quạo lắm. Đâu có, em tưởng đâu đang hòa nhịp với em. Không có. Nè, nếu cứ vậy là tụi mình phải di tay đó. Bây giờ em nhẹ nhàng lại. Đúng rồi. Qua thùy mị nết na. Dạ. Nghe không? Em hỏi thăm thôi. Ok. Ừ. Dạ bác, hồi nãy tới giờ con có làm gì quá đáng, bác cho con xin lỗi nha. Tại vì câu chuyện mà con muốn hỏi á là sao bữa nay giao thừa mà sao gia đình mình không vô nhà? Hồi nãy giờ mày không hỏi vậy đi. Là tại vì gia đình tôi đứng ở đây đợi người ta tới xong. Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Nó làm gì vậy? Ê, cái gì vậy? Ê, ơi, cái gì vậy? À, dạ, không có sao hết á. Nhân dịp Tết đến xuân về, con không có gì để tặng cho hai bác. Con chỉ có một tấm lòng thành này thôi. Con hy vọng là bác sẽ thích món quà này của con. Quá trời vậy. Bác nhận cho con vui nha bác. Khoan. Ôi, được rồi. Sao vậy bác? Con đứng im đi con. Hả? Giờ con muốn tặng quà phải không? Dạ. Cũng được. Tại đường xa xa xôi con phải ủ lạnh đó bác. Dạ. Con tặng gì con? Dạ, con không nói giấu gì bác. Nặng. Gia đình con có truyền thống ba đời nuôi yến, cho nên từ 4 giờ sáng con đã thức thật sớm để pha hai bình cà phê tặng bác. Ủa? Bác đừng nghĩ nhiều, không ai chưng yến cho bác giờ này đâu. Quá khó chịu rồi. Không được nói như vậy. Uống vậy nè, thức trắng nguyên một năm. Mời bạn. Ôi là trời. Còn quà gì không? Sao anh nói? À đúng rồi bác ơi. Cố gắng bình tĩnh lắm á. Tại vì anh nói với con là bác rất là thích cái gì mà tự tay mình làm đó. Thì con chỉ pha cà phê được thôi. Nhưng con còn một món quà chính nữa. Bây giờ bác mới thấy con có duyên nè. Để tương nè. Tặng quà đi con. Con nói rồi. Im. Dạ. Yeah ra. Trời ơi quà gì vậy ta? Trời mắc cỡ. Tên 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 tên. Hay quá. Đây là món quà đặc biệt con dành cho gia đình mình, kèm theo 4 câu chúc về mùa xuân con làm vội vã trên chiếc xe giường nằm. Mùa xuân chim én chao nghiêng, mùa xuân chim én chao nghiêng quá trời, mùa xuân chim én rạng ngời, gia đình bốc lịch ngời ngời cả năm. Năm nay nhà mình bốc lịch. Vui á. Trời ơi bác ơi. Quá mệt. Tao thương bay thiệt mà tao không binh được. Trời ơi, còn con nhỏ này mày làm ơn, từ giờ cho tới ngày mai luôn, câm họng lại đừng có nói chuyện nữa. Ủa, gì vậy? Ủa? Cái gì vậy? Ờ, cơ dạ? Cái gì vậy? Nhỏ này nó bị cái gì vậy? Ủa, nó bị gì vậy? Ờ, bị cái gì? Rồi nó bị gì nữa vậy con? Trời ơi, nói đi, mày bị cái gì? Em bị gì vậy em? Ba không cho nó nói, sao nó dám nói? Nói đi con. Nãy bắt rùa con đó. Cái con đi con. Mày bị gãy chân bụng. Nhức đầu quá. Nãy chạy quá nhức đầu quá. Nhức đầu uống thuốc nha con. Dạ. Bây giờ con ra đó, con ra cây cầu đó con.
con nằm con nghỉ chút xíu cái con hết nhức đầu rồi con. À đó, ừ, nằm nghỉ đó. Dạ ba, giờ tới con. Gì, gì vậy? Dạ. Bị gì nữa? Bị gì? Dạ ba cho con vô nhà tháo cống đi chứ cống đầy quá rồi ba. À? Không được, không được. Trời không ơi, cho con nhỏ vô đi. Không, đau bụng hả con? Dạ dạ dạ. Thiên nhiên. Hòa mình với thiên nhiên đi con. Trời ơi, góc nào đó đi. Trời ơi, trời ơi là trời. Dạ, vô góc này nha. Ê, trời ơi, cây mai của tao. Trời ơi, đi ra. Mà đau bụng của con chưa đi nữa là làm sao? Trời ơi, ráng nhịn đi. Còn ông nữa, thằng Sáu Xị, chừng nào nó tới? Nó sẽ tới. Cả nhà chờ đi. Ủa, trời. Ơi, ông bị gì vậy? À, bà ơi, sao tôi lạnh quá vậy? À, trời ơi, ôm vô, ôm vô. Trời ơi, trời ơi, này giờ dòng này trúng xương trời rồi ơi, nè. Cái gì như bánh mì kẹp thịt vậy? Nực quá đi, cắt ra. Rồi bây giờ ông lạnh hay ông nở? Lạnh và nực. Đầu quá vậy nè. Sao bà ông tiết kiệm điện vậy? Tắt đèn hết đi con, sáng quá con. Dạ không ba, đây là ánh sáng tự nhiên, có tia UV đó, mặt trời đó. Mặt trời mọc rồi hả? Dạ. Trời ơi. Ôi trời, 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 trời. Thằng Sáu Xị. Không, không chứ ai. Sáu Xị. Ai kêu Xị đó? Có Xị đây. Trời ơi, nó tới rồi kìa. Trời đất ơi, nó tới rồi kìa. Ê, ê, trời ơi. Ủa sao đang đi trên cầu mà bác xuống dưới sông luôn vậy? Ủa làm gì là đau quá hả? Sao thì mày trả lời cho tao biết liền. Tại sao mày ký hợp đồng với tao? Mày lấy 500 ngàn, mày nói giao thừa mày tới mày xong đất cho tao, mà tại sao mày không tới? Mày có biết vợ chồng tao chờ mày từ 12 giờ đêm, bây giờ 6 giờ sáng rồi hay không? Giọng nghe êm tai vậy. Mày làm ơn mày tỉnh lại, tỉnh lại, tỉnh lại. Trời ơi, tỉnh lại để xong đất, tỉnh lại. Hả? Đứng lên. Xong đất rồi vậy? Ở trong nhà tao. Yên tâm, yên tâm. Một lời thằng Sáu Xị này nói ra là như rinh đóng cột. Trời nhanh, đất nhanh. Ơi, mày lẹ đi, mày ghê quá. Mày không hợp mạng, hợp tuổi với tao là nãy giờ tao riết mày rồi, tao riết mày rồi. Rồi, biết rồi. Thôi, xong thôi, đất rồi vậy? Rồi, do nè, mình làm nghi thức xong đất nè. Cả gia đình, một thằng ngang tập hợp. Nguyễn, Nguyễn, chào. Chào cái đầu mày, trời ơi. Mày đứng yên đó, tao đứng yên. Nguyễn, nghiêm, chuẩn bị. Xong đó, xong. Yeah. Cuối cùng cũng xong đất được rồi. Có một tiếng nổ lớn. Cái gì vậy, cái gì vậy? Gì giọng vậy? Ôi trời đất ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy sao? Trời đất ơi, nó làm cái gì nhà tôi vậy trời? Chú chết, chú nói là xong đất là xong nghĩa bóng thôi mà. Chứ làm sao chú xong nghĩa đen vô chổng nó xong như con thịt xong khói vô chổng kìa. Thái ơi, cái gì? Ơi. Trời ơi, bà bị cái gì vậy? Trời ơi, trời ơi, cái đống trứng vịt nó teo như cái trứng cút rồi. Trời ơi, tôi mà vô không kịp là nó cháy luôn cái nhà này rồi đó. Tại ông đâu thấy chưa? Thôi tôi biết rồi, năm sau tôi không có kêu nó xong đất nữa đâu. Tôi kêu thằng ông kêu thằng nào? Ông muốn kêu thằng nào nữa? Không kêu thằng nào cả. Ghê ghê á. Chú hứa với con là chú cho con xong đất năm nay với năm sau luôn rồi. Chú đưa tiền rồi chú nói gì vậy? Không dám đâu. Kể từ giờ phút này đổ đi, tôi tuyên bố năm nào cũng vậy, ai xong đất cũng vậy, tôi cũng vẫn vui vẻ bình thường. Vậy mới được đó. Bây giờ nói nghe, bây giờ là mùng 1 rồi đó tụi con. Mình phải vui vẻ. Vui vẻ lên. Vui năm vẻ mới mà phải vui vẻ, hạnh phúc, an lành nghe chưa? Dạ. Vui lên, vui lên, vui lên. Chúc Tết đi, chúc Tết. Qua đây, bắt lì xì cho nè. Đấy, đồ ra nhậu đi chứ. Lì xì cho bà. Đây lì xì cho con trai. Dạ con cảm ơn ba. Lì xì cho con dâu tương lai. Dạ con cảm ơn ba. Năm nay duyên dùng nha con nha. Dạ. Rồi đây, mày cũng có với điều kiện nguyên năm sau không được nhậu. Ồ luôn. À, lì xì cho con. Dạ, dạ con cảm ơn. Mày chạy chứ. Tôi đang đưa quý khách đi tham quan
với một khung cảnh châu Âu cổ điển. Quá quá trời châu Âu. Tôi thích lắm. Rất cảm ơn. Dạ. Rồi. Nhạc xong rồi giờ ăn bánh đúng không? Dạ chưa. Đây chỉ là một cái nhạc để khai màu, y như là mình ăn uống cần phải có rượu vang trước khi vào món chính đó mà. Đây sẽ là cái chính nha. Qua bánh kem vào. Qua vào. Qua dân tặng qua. Đó, cứ một cây 10.000, cây vàng là 15.000, phải nhớ màu. Dạ. 25, dạ. 45, 55, 55, 60, 70. Chị chính xác quá. 70.000. Thích hoa đúng không? Hoa đẹp, còn đây. Đây, bánh kem được đặt riêng cho một mình chị với dòng chữ mừng bà xã 8 tháng 3. Hạnh phúc chưa? Hạnh phúc chưa? Chị có hài lòng về chiếc bánh này không? Rất hài lòng. Đây, đây thưa chị. Đây, 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 đây. Một bánh tráng rất lạ nha. Bánh tráng phơi xương cuốn kem. Dạ. Dạ, ngon. Dạ kem ngon ghê. Kem kem sữa hột gà nhiều. Dạ. Ủa, cái bánh tráng rồi vẽ lên trên đó. Dạ. Rồi đặt lên một cái bánh mà nó bằng gỗ ha. Dạ gỗ sồi nha. Gỗ sồi của Nga chứ không phải là gỗ bình thường nha. Gỗ tốt à. Dạ. Đó vậy là được rồi. À, nói chung là hình thức đẹp thì cái gì cũng đẹp ha. Nên là chị thông cảm. Với lại tôi nói cho chị nghe, đôi khi á, mình đòi hỏi nhiều quá cũng không được. Mấy năm trước chị tới đây chị cũng đòi hỏi, xong rồi bọn tôi làm theo ý chị, xong rồi hóa đơn đến giờ chưa ai tính tiền. Dạ tội em. Dạ. Hóa đơn gì mà chưa tính tiền? Dạ mấy năm trước bánh. Rồi lần nào tới rượu vang chị gọi, nhưng mà tôi hỏi chị tính tiền, chị nói để cho ảnh. Xong rồi hỏi ảnh, xong rồi ảnh lắc đầu, xong rồi đến bữa nay luôn. Ủa hay vậy chứ, từ đó giờ cái hóa đơn là ông chưa tính tiền hả? Ủa sao kỳ cục vậy? Anh chị tính ra nha, là đã quen với nhau là bao nhiêu năm anh chị nhớ không? 16 năm rồi đó. Đúng. Và đến giờ tôi vẫn đứng tại nhà hàng này. Tôi không có gì hạnh phúc tại nhà hàng này hết. Thì sao ông ở đây hoài vậy? Ông chuẩn bị vậy? Ông chủ bắt tôi chừng nào lấy được hóa đơn của hai người rồi ông mới cho tôi đi nơi khác. Tụi tôi 16 năm nay rồi, chưa bao giờ tôi được lãnh lương đủ hết trơn á. Trừ từ từ vô những hóa đơn tới đời phòng anh chị không trả. Tụi tôi chứ. Còn anh á, tôi nói cho anh nghe, anh vô tâm như thế nào đi chăng nữa, đó là sự hiểu lầm, anh phải nói cho chị hiểu. Hiểu lầm cái gì? Bây giờ nè, người ta đã hiểu lầm anh như vậy là quá đủ rồi. Tôi là người chứng kiến mọi cái, tôi biết anh tốt mà, đúng không? Còn bây giờ nè, chị muốn nhắc lại chuyện ngày xưa đúng không? Đúng. Chị muốn nhắc lại cái gì đúng không? Đúng. Violon đâu? Nhạc quá khứ. Chị muốn thì chị quay lại quá khứ đi. Quay lại đi. Quay lại giùm tôi đây. Bực mình dễ sợ. Mới lần đầu tiên hẹn hò với người ta mà trễ gì gần 15 phút đồng hồ. Nể tình bà Mai bà mối dữ lắm mới ngồi để đợi á, chứ mới là về nãy giờ. Tí xíu mà vô đây hả, mà coi tính tình mặt mũi sao mà không ok. Cái là tôi đi về liền cho coi nè. Ờ, em ơi. Oh my god. Trời ơi, với cái nhan sắc này thì có chờ mòn ghế 2 tiếng em cũng đợi rồi. Dạ. Em phải là Nhiên không? À, dạ, em là Nhiên. Nhiên trong An Nhiên ạ. Còn anh là Tố, Tố trong Xì Tố. Trời, anh đẹp trai mà còn vui tính nữa. Dì Bảy. Dạ. Dì Bảy nói anh là hôm nay qua đây gặp Nhiên. À, làm mai làm mối đồ. Làm mai làm mối. Dạ mời anh ngồi. Mời Nhiên ngồi. Tôi kêu phục vụ, tại vì quán này quán quen. À, quán quen hả? Hèn chi đi trễ 15 phút. Không, em giỡn. Nam ơi, Nam. Ơi. Ơi. Ủa tới hả?
đi trễ giờ hẹn gì 8 giờ giờ 8 giờ gần 8 giờ 15 20 rồi. Bận bận đi em thuê cái bộ Word. À, chào à. Chào. Dạ chào anh. Bạn gái à? Không. Má 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 bắt mai mối. Ráng làm cho má vui nha. Để ráng nè. Menu dạ. Gửi gửi menu. À, dạ. Em đi chợ nha, em đi chợ. Anh thích ăn su. Sushi phải không? Trời ơi, sao anh với em có cùng sở thích với nhau quá vậy? Em cũng rất là thích ăn sushi á. Kêu cho em hai phần sushi trước nha anh nha. Có không? Sushi. Ừ. Tính kêu su hào. Biết mà, biết cái gu mày là su hào. Thôi, má mày vui. Sushi, nó thích sushi lắm. Dạ, đó. Dạ, sushi. Dạ. À, dạ. Em ăn sushi gì em? Cá ngừ hay cá hồi? Ê, dạ, cá rô kho tộ cho em. Có không? Ở đây có không anh? Có luôn. Có luôn, em muốn là có hết. Dạ, rồi sushi sò nữa nha. À, sò là hả? Sushi sò là sò đỏ hay sò gì em? Dạ, sò dẻo tái tái. Làm tái tái cho em nha. Rồi cuộn vô cái sushi cho em. Có luôn. Có phải không anh? Có. Dạ, rồi sushi tôm nữa nha. À, tôm sú. Dạ, tôm tích. Em thích ăn tôm tích. Em tự lột ra vậy đó, em mới thích nha. Có luôn. Có ha, dạ. Tao giúp rồi. Mày cho má mày vui. Ráng làm mày, ráng làm. Quên nữa. Anh có thích ăn beef steak không? Anh rất thích ăn beef steak. Vậy kêu em hai phần cho em nha. Hai beef steak. Dạ. Rồi, có kêu gì nữa không em? Dạ thôi, trước mắt là vậy đi anh. Rồi, nam, rồi nam, em cho nói bếp lại. Nam. Dạ, dạ. Nhớ cái beef steak của tao là 7 phần chín, 3 phần sống, không có cho tiêu. Nhớ rồi, từ từ đó. Rồi, hai người đợi chút xíu nha. Dạ, dạ. Xin lỗi. Alo. Bao nhiêu đó được rồi Vy? Ra điện. Vy ơi, Vy. Dạ. Má đòi bằng này giùm anh Vy. Dạ. Rồi ra lấy hàng cái, nhanh lên. Dạ em chào anh chị. Dạ. Dạ, mình có kêu thêm phần gì nữa không anh chị? Không, trước mắt là order mấy cái món này giùm chị nha. Dạ. Cảm ơn em nha, trả cái menu. Dạ, em cảm ơn anh chị. Ủa, nhà hàng mình đổi thực đơn nào trời. Anh ơi, hôm nay là ngày đầu tiên mà hai đứa mình gặp nhau á. Không biết là anh có... Hả? Nó cũng trùng vào ngày 8 tháng 3 đó anh. Đúng rồi. Thì 8 tháng 3 là có hoa, có què gì đó. Không biết là... Oh my God. Trời ơi, cảm ơn anh nha. Trời ơi, sao mà anh biết em thích hoa cúc dạng này vậy? Cảm ơn anh nhiều nha. Không phải dạ. Cái này là... Đúng rồi, em thích cái loại này nè, em thích vậy lắm. Mà đặc biệt là em thích màu vàng nha. Em thật sự á, cái này là mua làm trà đó, là trà bông cúc. Đúng rồi. Trời ơi, sao mà tinh tế dữ vậy nè. Đúng rồi anh ơi, bình thường á, mỗi lần mà ai tặng bông cho em á, không bao giờ mà em bỏ khi mà nó héo đâu. Em sẽ lấy đó, em hãm thành trà em uống, nó rất là đẹp da. Rồi nhiều khi hả em lấy em bứt ra rồi xong rồi em bỏ vô bồn em tắm nữa. Nhưng mà em thích uống trà nhất. Là bây giờ em chắc chắn là em lấy cái bó bông này về, dạ, em làm rồi. Trà em uống đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi. Cảm ơn anh nha. Mẹ mày sẽ vui lòng. Mua khác đi. Đẹp quá à. Sao? Thấy quán làm đồ ăn sao ha, nhìn là đẹp mắt ha, ăn thử đi, em mời hai người ăn ha, chúc ngon miệng. Nam gì, tao giận là không có tiêu mà sao bỏ tiêu đầy đấy vậy? Trời ơi, nãy Vy nó vô bếp, tao đâu có dặn bếp đâu, quên. Trời ơi, nè giờ sao tao ăn? Đổi đi, không có tiêu. Như vậy tao lỡ vậy rồi. Thì mấy cái tách ra rồi đúng không? Tách ra rồi. Oh my God. Trời ơi, em không ngờ là anh tinh tế với em như vậy luôn á. Anh biết không, em rất là ấn tượng với những người đàn ông mà ngay lần đầu tiên gặp gỡ đi ăn với em mà sắc từng miếng mà beef steak cho anh ăn đó. Cảm ơn anh nhiều lắm nha. Ok. Em ăn ngon miệng. Dạ. Trời, em tự nhiên nha. Mời anh nha. Thôi sắn cái này lại đi, ăn đi ha. Cái kia 7/7 á. Mà con bé ăn còn có 2 miếng hả? Ủa kệ chứ sao đâu. Anh ơi. Hả? Tuy là đồ ăn còn nhưng mà tự nhiên bây giờ sao tình nó đầy tim quá, bây giờ em tự nhiên em no ngang rồi. Thôi giờ mình tính tiền đi rồi xong rồi mình đi tăng 2 tăng 3 đi chỗ khác cho vui anh ha. Ủa nhưng mà mình còn sushi mình chưa dùng mà. Ha, chết rồi, còn sushi sao vậy ta? Không sao đâu, bây giờ anh gói lại giùm em đi, gói lại 2 cái phần này giùm em đem về nha, chia đều 2 phần xong rồi để chữ bé 3 bé 4 giùm em nha.
À là thành chia đều hai phần ha. Rồi tính tiền, tính tiền. Để vô anh gói lại nghe là tính bill luôn dạ, ha. Dạ. Gói giùm em nhớ là chia hai phần ta chia tới 34 giùm em nha. Đây 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 đây. Gửi luôn. Ha, cái này đem về ha. Cái này là một hộp nhưng mà có chia ra hai phần trong đó rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm nha. Rồi còn cái này là bill ha. Dạ dạ. Để ra. Tính nhiều. Nhiên ơi, cái này chắc là mình chia. Chia rồi nè anh. Chia ra hai phần rồi nè, anh chia giùm mình rồi nè, bé ba bé tư chia đều hai phần rồi là được rồi ha. Đúng rồi, chia đều bé ba bé tư rồi, đúng rồi. Trời, tụi nó thấy tụi nó thích lắm á. Biêu 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 giờ sao? Là sao? Không có đủ tiền. Trời, không đủ đi chơi với bạn. Định chia biêu mà đâu có mang tiền gì giúp mẹ mày, muốn mẹ mày vui chứ. Mượn tiền đi. Rồi ta tính tiền tổng cộng 400. 400 này rồi đưa 500 ha, đưa 500. Ủa là bây giờ là có khỏi chia luôn, một mình mày trả hả? Không, tao có tiền nữa mà mình tao trả vậy. Là không có chia đúng không? Là cái sao? Thôi khỏi đi. Đúng rồi, khỏi đi. Khỏi thói anh ơi. Nói chung là còn dư bao nhiêu á thì coi như là tiền tiếp phục vụ cho anh á. Bạn bè thì bạn bè cũng phải phục vụ chứ. Nha, anh cứ giữ cái tiền đó đi nha. Rồi. Thôi cảm ơn ha, cảm ơn ha. Dạ. Chúc hai người vui vẻ ha. Dạ, em cảm ơn anh nhiều lắm nha. Anh ơi. Nói chung là ngày hôm nay á, gặp mặt anh, thật sự là em phải gửi lời cảm ơn. Đầu tiên là cảm ơn đến ba mẹ của em, người đã sanh ra em. Cảm ơn thầy cô đã giảng dạy cho em. Và cảm ơn mọi người đã yêu quý em. Đặc biệt là em gửi lời cảm ơn đến vũ trụ này. Bởi vì cái đầu tiên gặp mặt đã gửi trao người tình đến với em. Với em ngày hôm nay, anh rất đỉnh. Thấy chưa? Cái ngày đầu tiên đó mà bây giờ chị cứ chê trách ảnh hoài. Cũng chính vì cái thời điểm đó hai anh chị tới đây và những điều ảnh làm đã làm cho chị đồng ý sống cuộc đời lâu dài hạnh phúc vợ chồng với ảnh. Mà bây giờ chị lại quay ngược lại, chị lại không đồng ý với chính những điều mà chị đã từng đồng ý là sao chị? Thì cái lúc mà quen với nhau thì đôi khi là mình vì mình thương yêu rồi mình tưởng tượng đó. Nhưng đến lúc mà sống thật thụ với nhau từ ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng kia, năm này qua năm nọ, sức chịu đựng không có nổi. Còn anh vậy, đừng nên kiệm lời quá, ông hiểu không? Rồi đến bây giờ chính vợ ông hiểu lầm về ông, làm ơn giùm tôi một cái. Cái này để tôi nói, bà suy nghĩ kỹ lại đi. Cái ngày sinh nhật của bà, tôi mắc mớ gì phải dắt bà đi qua tiệm nail. Đúng không? Bà cứ suy nghĩ là tôi sẽ bắt bà làm quản lý tiệm nail hả? Không hề. Đó là cái món quà tôi dành tặng ngày sinh nhật cho bà. Bởi vì bà thích làm nail, tôi cho bà toàn quyền quyết định làm đẹp mà, bà còn muốn gì nữa? Nếu anh đừng có kiệm lời thì tôi nghĩ chị cũng không có hiểu lầm. Tôi cảm thấy là tôi cũng không có giỏi mà tỏ tình hay là làm những chuyện lãng mạn dành cho vợ của tôi. Cho nên là tôi mới trông cậy vào anh, tôi mới nhắn tin cho anh thôi. Nhưng cuộc đời không thể nào trông cậy vào người khác hoài, mà chính bản thân anh phải làm điều đó. Tôi cũng muốn giải quyết cái vụ hóa đơn năm xưa với anh. Anh nhớ đi, lúc đó hai vợ chồng tôi nợ cái hóa đơn tổng cộng là 1,5 triệu. Đúng rồi. Sau ngần ấy năm, tôi vẫn giữ nguyên cái số 1,5 triệu đó. Đâu, lần sau nữa, lần sau có đến lần nữa, 700 nữa. Đúng rồi, cộng thêm 700 là 2,2 triệu. Đúng rồi. Ê, nếu mà còn tiền lời bao nhiêu năm nay nữa sao ông không tính? Thì đó, tôi giữ riêng, tôi gửi sổ tiết kiệm cho ảnh. Bao nhiêu tiền lời ngần ấy năm cộng lại hôm nay, nhân cái ngày đặc biệt này, một lát nữa sẽ có người chuyển một món quà đặc biệt cho anh, là một chiếc xe máy tôi dành tặng cho anh. Anh nghĩ đi, bao năm qua anh đều đi xe ôm đi làm hết, bây giờ tôi tặng cho anh một chiếc xe máy với số tiền mà chúng tôi nợ anh từ trước đó, nhớ không? Vậy hả? Xe máy là tôi mừng rồi. Chờ nè, tôi chỉ muốn nè, anh chỉ dùng một câu ngắn gọn để nói cho vợ hiểu về mình. Một câu thật ngắn gọn, nói đi. Vợ tôi mãi đỉnh. Yeah. Khoan, cho nó một câu. Vợ sẽ sửa đổi rồi sẽ
mãi đến. Bên đây. Gì vậy? Bên này mà. Không, bên đây nè, bên đây nè. Em đi bên này. Không, chị bên đây. Em bên này mà. Chị bên đây. Ghê luôn á. Chị nói bên đây mà. Có cái chuyện đi không mà không bao giờ mà lựa chọn được đúng rồi á. Em nói bên này. Chị nói bên này. Bên này qua đó làm gì? Qua bên này là để ghé bến Ninh Kiều, qua cầu Cần Thơ, nối vui đôi bờ, sông Hậu Giang, sóng Trăng đón chờ, nghe lời rào. Mua giùm em một vịt lộn ấy. Mua giùm em ấy, mua giùm em một vịt ấy. Trời ơi. Ai không bà con mua giùm em ấy. Mua giùm em một vịt ấy, mua giùm em. Tôi nói thiệt á, sao mà cái giọng bà nó chua chát thiệt. Chị là chị ruột của em á, mà em không thể nào mà em không chê được. Hát gì mà chê? Thấy ghê lắm luôn á. Ghê lắm hả? Ờ, hát gì hèn gì bán ế hoài là phải rồi. Ế mà từ cái trứng tới con người luôn hả? Trời ơi, nói này, gì này, mà chúc phạm dễ sợ luôn. Nhưng mà em tức quá. Cái gì? Ví dụ này em phải hỏi chị cho rõ ràng. Cái gì? Em nghe cái bài này em thấy em thắc mắc là bây giờ mình ghé bến Ninh Kiều, mình mới tới cầu Cần Thơ. Hay là mình gặp cầu Cần Thơ mới tới bến Ninh Kiều? Ghé bến Ninh Kiều rồi mới qua cầu Cần Thơ. Ai nói? Tác giả nói. Đi cái hướng đó thì mới vậy, còn em đi cái hướng này em gặp cầu Cần Thơ chứ mới tới bến Ninh Kiều chứ. Nhưng mà tác giả viết là ghé bến Ninh Kiều rồi mới qua cầu Cần Thơ. Không, tôi đi bên này à. Nói bên ra. Hồi sáng giờ buôn bán đã không được rồi. Là chị biết lý do tại sao rồi. Mắc gì đây? Lại làm sao? Tại em lẻo đẻo theo chị đó. Trời. Mới nói ai lẻo đẻo? Em lẻo đẻo thôi chị. Em làm chị bán không được. Chị nói em lẻo đẻo làm chị bán không được đúng không? Đúng. Không phải em đâu. Chứ ai lẻo đẻo? Cái người lẻo đẻo kia kìa. Cái gì? Ai giật cái méo mỏ? Em tức, em ghét. Em không bao giờ cho cái người đó tiếp xúc với chị. Nên em không thèm nhìn. Nghe nè. Sao nói được trời. Ôi trời, trời ơi. Thật. Hai thò gì vậy hả? Hả? Tôi là năm đòn, em là hai thò. Anh kêu chị em, anh kêu hai thò. Anh kêu bằng cái miệng nha. Đừng đụng tôi nha. Ra đi. Mụn mê cay nữa, tức cười. Đi đâu vậy? Ba thuộc. Hai thò. Ba thuộc. Hai thò. Ba thuộc. Hai thò. Gì vậy? Ở đâu ra vậy? Tự nhiên chị thuộc tôi. Đang thuộc ở chỗ đây chi vậy? Tự nhiên. Hèn chi. Tới này cái cầu này nghe thuộc thò đây. Bà kia bà. Nghe. Gì vậy? Sao bà mê trai lên mặt bà luôn vậy? Cái gì? Cái làm thiệt luôn á. Nha. Hả? Đi lấy hàng gì à? À vậy ừ. Hả? Nói nghe nè, ủng hộ chị đi. Tiểu thương buôn bán với nhau. Tôi muốn ủng hộ chị dữ lắm. Mà với cái giao diện của chị là tôi không biết chị bán cái gì hết trơn á. Giao diện này hả? Ừ. Nhiều khi bởi chị có kìa. Biết sao không? Nhiều khi chị cũng khổ tâm lắm. Trời, nhiều khi mình phải đầu tư cho nhân vật của mình, em hiểu không? Mình buôn bán mình phải đầu tư. Đó chị mặc đồ gì nè. Nhiều khi người ta nhìn vô người ta không biết là chị đang muốn bán thịt vịt hay là bán lông vịt nữa. Nhưng mà thật ra là mọi người không có chịu nhìn sâu vào bên trong của chị thì sẽ biết chị hả? Ngưng. Mọi người là khách hàng chứ không phải là cái máy nổi soi. Không phải. Mọi người phải nhìn sâu vào trong. Phải nhìn sâu vào nữa thì mới thấy cái ổ trứng của chị đây nè, hiểu không? Đi ghê chưa, ghê chưa? Mua giùm đi. Trời ơi, bên này ba biết Valentine cho nên là ba vẽ trái tim lên trứng vịt đây nè. Còn gì nữa, ta buôn bán. Thôi, bà rất là thời thượng, giờ cho tôi cặp một vịt lộn đi. Rồi, bây giờ mua một cặp hay mua hai trứng? Ủa, nó khác nhau chỗ nào chị? Khác. Sao hai người nói chuyện gì mà nhức đầu quá chị? Trời khác chứ em. Một cặp á là hai trứng nó giống nhau, còn hai trứng là hai trứng nó khác nhau. Ủa chị buôn bán mà sao cái định lực, cái ý nghĩa của chị nó phức tạp quá vậy chị? Không phải chị phức tạp mà chị rõ ràng nào ra đó. Rồi, cho hai trứng lộn ăn đi. Không có bán trứng lộn, bán trứng lạc à. Bán trứng lạc? Ừ. Thôi để tôi đi mua trứng lộn tôi ăn chứ, tôi mua làm chi trứng lạc. Vậy mua giùm chị hai trứng nha. Trứng gì? Hai trứng vịt lộn á. Ủa chị mới nói là chị không có trứng lộn. Không, ai luộc thì chị ăn thôi chứ chị là chị không luộc, chị sợ sắc xanh lắm. Ừ, chị nói nghe nè chị ơi. Chị sống là chị đẹp ngời ngời đó. Đó, nói nghe. Chị như là hoa khôi của cái xóm mình. Ôi vậy hả, thiệt hả? Thì bây giờ vậy nè, ráng có chồng đi. Có chồng, đám cưới đi. Mời tôi ăn 3 ngày luôn. Được không? Cảm ơn em. Rồi, tôi tặng quà đám cưới luôn. Được mà. Trời đất ơi, tụi bay ơi. Trời bay đất chen lớn xô đẩy hoài từ từ. Ủa? Đò thì cũng từ từ. Bay qua chứ bay làm gì, bay chen giữ gì. Trời thiệt tình luôn. Đúng rồi, mua đồ. Chú kính chào
chào tụi con. Dạ. Con chào chú Kính. Chú Kính. Dạ. Dạ. Mua ủng hộ được con đó chú Kính này. Không, ế gì mới kêu gì? Dạ chú Kính. Chú Kính. Giỡn hoài, chọc ghẹo chú hoài à. Sao vậy chú? Ừ. Chú là chú Kính, hiểu không? Ờ thì đúng rồi, tụi con nãy giờ nói là chú Kính. Bậy à. Chọc ghẹo chú chi vậy? Ủa sao nói chọc ghẹo gì hoài, tụi con nói chuyện đàng hoàng. Tụi con có đi học không? Dạ có. Có biết đếm một, không? 1 2 3 Ai đếm vậy? Chọc ghẹo 6 7 8 Kính. Con chào chú Kính. Cũng Kính nữa hà. Đếm cho chú. 8 rồi tới mấy? 8 rưỡi. Không phải. Bây giờ là lên tí xíu đi. 8 rồi tới mấy? Là điểm lên hả chú? Điểm lên. 8 tới mấy? 8, 7, 5. Không phải. Làm tròn cho chú. 8, 9, 10. Gì trời tròn. Trời ơi, tức mấy đứa này dễ sợ luôn à. Tức quá đi. Tôi thứ 9. Ủa? Ủa? Sợ đó được rồi. Thôi, được rồi. Chú tức lên là chú không vậy. Đúng rồi. Rồi, chú đừng có nói bậy bạ nữa, khổ quá. Thôi. Nói chuyện với chú đôn tâm lý mệt lắm. Thôi. Mua đi, mua đồ ủng hộ tụi con đi chú. Bông xanh, bông trắng hồi lại vàng bông. Ơi bạn ơi, bông tươi cũng bằng bông giả. 20k là ghé vô mùa giùm. Bông là của em. Ghé mua. Thôi, nó bán bông bông mà nó ra nó hát đầu tư ghê không? Tôi quá chị tức rồi. Làm gì hả? Gì nữa? Mày bán bông rồi mày bỏ cái sạp bông mày đi đâu từ sáng tới giờ vậy? Trời ơi, tao đi ra ngoài ra tao kiếm mày, tao đuổi theo mày vô tới đây, mày vô đây mày còn hát nữa. Trời ơi, hôm nay lễ tình nhân em phải chạy vô chạy ra lấy bông liên tục. Mà nè, anh mua bông gì? À, bên thai đúng không? Tặng người yêu. Bông hồng đỏ. À, bông xanh, bông trắng rồi lại dằn bông. Bông giả cũng có luôn. Tao mua bông cúng. Trời ơi, tao làm thầy mà. Tao mua về tao cúng gia tiên của tao. Không có thì thôi. À, chú ơi. Đây chú ơi. Tao bán cái gì đây? Dạ thôi bây giờ không mua bông đó thì thôi, mua trứng về đi. Mua trứng về mình luộc rồi mình cúng đó. Không được mày ơi. Trứng ở lộn qua lộn lại mệt lắm. Ủa chứ là trứng lạc mà, đâu có lộn đâu. Đúng rồi, trứng lạc mà. Lạc quá, mắc cộng chấm muối, không mua. Ủa gì? Hey, dạ. Đi đâu mà dội mà vàng, dắp phải đá một hoàng, phải dây. Dừng chân cái lại nơi đây, mua đòn bánh tét cũng là may cả đời. Bánh tét được. Dạ đúng, bánh tét nhân chuối nữa nha. Mình cũng ông bà ăn là không có ăn mặn không. Ăn chay mà nhân chuối nữa là rất là ngon, bổ béo luôn. Bổ cái đầu mày á. Ủa sao vậy? Nghe bánh tét là tao thấy vui rồi. Mà vô chuối nữa là vô chuối nhủi luôn hay gì? Thôi là không được á hả? Không. Dạ. Trời ơi. Không mua, để tôi mua. Tôi muốn mua một thứ. Bắt bông. Bông kìa, bông. Anh, bông gì? Em có bông xanh, bông trắng, bông hồng. Bông mà thể hiện tình yêu á. Bông hồng. Phải không? Phải. Phải bông, bông này để tặng tình yêu à? Tặng tình yêu, số 1. Không có mua bông cúng nha. Không mua bông cúng, bông hồng. Mà anh tặng ai? Bông hồng này tặng ai? À, tặng ai? Tặng ai? Tặng ai? Cái gì? Con không có tặng chú. Trời đất ơi, mày làm hết hồn mà. Không phải có chú cũng cầm vô nữa. Ai biết? Chú thiệt á. Cái gì của mình mới nhận chứ. Trộn cái gì? Trộn không biết nữa. À, không biết. Thôi tôi biết rồi. Thì ra là thằng bên đó hen. Tranh thủ đi. Tranh thủ. Đúng cái gì? Tranh thủ đi. Nhìn đi. Đè lên đi. Tranh thủ đi. Tránh ra. Đi đâu nữa? Tránh ra tụi bác. Đi ra. Cái gì vậy? Đi ra luôn. Tôi nói rồi nha. Tôi cấm ông nha. Ông với chị tôi không bao giờ tới được nhau chưa? Hàng một sớm mình... với nhau thôi à. Ôi chú hồi nãy bài dịch con bên kia nhờ hình như bên đây nó chạy qua hay là bài dịch của người khác nhờ? Rồi đi luôn đi, con dịch của ông vô đi. Kìa nó kìa, chạy đi luôn đi. Ôi thầy bò lắm quốc độ luôn rồi. Thầy bò á. Trời ơi. Nè lô. Thấy thường không? Đó anh hiền từ, anh cứ vậy đó. Chịu khó làm ăn. Con không thích chứ tại vì bây giờ ha. Có cái gì đâu không thích, bây giờ cứ vậy đi. Nè
chị của con này thấy đẹp không? Ra đây, ra đây. Ủa? Nà, dạ? Dễ thương gì đâu á, thấy không? Chị ấy là như là hoa khôi trong xóm của mình vậy đó. Đúng rồi. Người thì đẹp, tươi xanh vậy nè. Đúng còn rồi. Mấy người ế, cái mấy người bắt người ta ế thì mình phải thử con thử đẹp nè. Dạ. Bây giờ ngày hôm nay mình thử mình làm mà kiểu mà cô dâu đó, hiểu không? Rồi rồi thôi để con nói cho. Chị ý chú nói là thôi bây giờ bữa nay mình thực tập mình cưới thử đi. Đó, đó cái dạ. Bữa sau được cái mình có chồng luôn. Chú làm em kia. Chú làm em kia. Em kia. À là cho chị con là bây giờ là đám cưới thử hả? À? Đúng rồi. Mà chú làm là em kia. Em kia. À đúng rồi. Trời ơi. À con nè con nè. Con đem cái dương miệng. Ủa đám cưới mà có đâu phải thi hoa hậu. Thì hoa hậu mà nói bả đẹp như hoa hậu. Đám cưới làm như hoa hậu. Rồi rồi rồi. Bông cái mâm. Bông đem cái xác không? Không phải đem bông, đem cái xác ra. Đem cái xác á. Sao tự nhiên cái không có đem cái xác ra là sao? Không, cái xác á con, cái hoa hậu là có cái xác á con. À cái dây đeo hả? Ờ đúng rồi. Trời ơi. Cái này mà đi kêu cái xác nghe sợ quá. Rồi chú. chủ không? Rồi ok hay không? Chủ không? Rồi chủ không? Được không? Được, được không? Được luôn. Làm thử. Vâng. Hôm nay là ngày đẹp, ngày sinh, xóm chúng tôi rất là linh đình tiến hành hôn lễ của cô dâu, hai thò và chú rể. Ê chú rể tên gì? Ba thục. Thục cho bỏ nữa bây giờ đó. Không có lấy ông đó nha. Thì bây giờ sớm Rồi, để làm thử thôi mà. Thử rồi mà. Cô dâu, hai thò và chú rể vô danh. Trời ơi, chị ơi. Nè, ở đâu vậy? Hả? Ông đi lùa về tới quốc lộ mà ở đâu ra ông chạy vô nhanh vậy hả? Bị sót hai con. Hai con gì? Hai con vịt nằm trên đầu kìa. Đau quá. Trời, sao vậy? Nè ông bớt tào lao đi chưa? Tôi nói rồi nha, tôi cấm ông nha, ông với chị tôi không bao giờ tới được nhau chưa? Người ta ha là sợ gia đình không môn đăng hộ đối. Cái này hai người quá môn đăng hộ đối đi. Rồi bây giờ ha, lá rách đùm lá nát lấy gì sống? Nằm đó. Nấu thế nào mình cũng quýnh ông liền. Gì vậy trời? Định. Làm gì mà ông cứ tốn ngày ông cấm cản hoài vậy? Không phải. Quách này à. Chú đừng có la em nó. Ông thấy năm đòn nó cũng đúng. Con đừng buồn nó mà. Không, con không có buồn. Nhưng mà cái này không phải là lỗi của con. Hồi đó cha mẹ con mất đột ngột quá, đâu có để lại tiền cho con đâu. Chỉ để lại 10 mẫu đất mà. À, 10 mẫu đất? Con nói thiệt mà. Mười mẫu đất kìa. Thiệt ha. Mẫu đất thiệt. Con ơi. Nói thiệt. Mọi người anh nói đất. Thiệt mọi người ơi. Có sổ không? Có sổ không? Nhà ra sổ được chưa? Ờ, đầy đủ luôn á. Trời ơi, thiệt luôn. Nhưng mà anh nói em nghe nè. Anh hứa chí thú làm ăn. Nếu mà anh cưới được chị em nha, anh sẽ mua hai. Không, 50 con vịt nữa. Hai vợ chồng anh sẽ đi chăn vịt. À, vịt trẻ ra lấy cái trứng nó bán. Buồn bán mỗi ngày. Nếu mà bán không hết á, lấy cái trứng vịt ra ăn không bao giờ mà. Mà sợ không có cái ăn. À, thấy chưa? Đúng không? Ông thấy chưa? Ông khờ gì mà ông khờ dữ vậy trời. Hả? Cha mẹ để lại 10 mẫu đất mà ông nói ông nghèo. Trời đất ơi, thấy chưa? Ông có ổng kìa chị ơi. Tôi lấy về gần sao không lẽ giờ suốt ngày đi chăn vịt vậy hoài. Trời. Mọi người ơi. Sớm mình có chơi với đại gia mà bấy lâu nay tôi không có biết. Trời ơi. Đi về bển đang chạy thiệt cái chứ gia đạo. Nè. Bây giờ sao? Làm gì mà cứ cản trở hoài vậy? Hả? Thì tại vì con thấy chú chính nói cho mày biết nha. Hả? Con đi qua bên kia. Đứng ở bên đó im không được xí vô để chú giải quyết nè. Hai thò. Dạ. Bây giờ chú hỏi thiệt con nè, con có thương nó không? Nói đại đi. Nói có thiệt. Thương thiệt tình không? Có. Có thương thiệt tình đúng không? Con thương thò thiệt. Ai ta chưa có hỏi mà đặt nói rồi. Hai đứa chú tao cũng hỏi mà nè. Hai đứa thương vậy là chú vui rồi, thấy không? Con ơi là con, bây giờ cuộc sống á, miễn bây giờ mình sống với nhau, mình hạnh phúc với nhau vậy là vui rồi. Quan trọng là cái tình cảm ở trong người của mình, cái tình nghĩa hai đứa sống với nhau. Chứ đâu ra mà cứ quan trọng giàu nghèo làm sao. Suốt ngày cản trở hoài, nín à. Chú nói đúng không? Dạ quá đúng. Đúng phải không? Vậy thì ngày hôm nay, ngày lành tháng tốt, chú đứng ra. Chú đừng nói. Nín à. Ngày lành tháng tốt, chú đứng ra chú làm chủ hôn cho tụi con được không? Chú ơi, tự nhiên cưới luôn. Đúng à. Đúng luôn. À. Chú ơi. Sao con? Thôi, tự nhiên người ta con gái chưa gì nó lấy chồng. Chú. Thôi, chưa gì mà. Con cũng muốn tìm hiểu. Dạ. Hai đứa muốn tìm hiểu nhau hả? Dạ. Nè mấy đứa. Dạ. Chuyện người ta yêu nhau
nói vô chứ không được nói ra. Dạ. Cho nên ngày hôm nay, ngày 14 tháng 2, hai Thò và ba Thục chính thức hẹn hò. Vô. Đúng rồi. Làm vô, 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 vô. Cảm ơn anh chị. Dạ, vợ chồng em cũng chúc anh chị năm mới được nhiều sức khỏe nha, luôn thành công nha. Nghe nghe năm, sao sẽ hơn năm rồi nha. Ủa, gậy đổ hả cha? Dạ. Sớm quá ha. Vậy nha. Dạ, cảm ơn. Quốc hả? Đang ngồi ai vậy? Phúc luôn hả? Dạ. Cái cặp này ngồi lại nghe ai chịu nổi trời. Ủa gì thêm bảo nữa hả? Trời ơi, đâu mà đi đâu gom lúc vậy trời. Rồi sao? Rồi thôi, trời ơi, chứa gì hết mà gầy đổ sớm quá. Từ từ đi, rồi thôi, Tết vui vẻ ha. Rồi, có gì Tết tôi ghé. Vậy nha. Thôi, vậy đi, rồi. Thôi tập trung công việc nha. Rồi. Cảm ơn, rồi, năm mới vui vẻ. Có. Happy birthday. Ủa, có nói ổng rồi. Ổng đang điện thoại. Trời ơi, suốt hả. Tao nói mấy ngày Tết không có mở cái điện thoại ra được. Không điện thoại cũng chơi game. Nhỏ cho tôi nhắn tin tôi chúc Tết sếp được coi. Đó, ổng đó, giọng ổng đó. Rồi, được rồi, để chị nói lại cho. Rồi. Con An nó gửi lời thăm anh. Vậy hả? Khoan. Cái gì? Em đang cần chuyển cái số tiền này gấp nè. Anh chuyển giùm em đi. Tết nhất ngân hàng nó không có làm, nó kẹt hoài từ nãy giờ. Thì bà chuyển đi, tự chuyển đi. Em hết tiền rồi, không có đủ. Trời ơi, vợ khổ ghê vậy. Tết nhất mà kêu ta chuyển khoản là thấy hao hụt rồi. Ghi đi. Nhiều. Trời ơi, không chịu đóng cửa. Bà đó, bà vô bà đóng cửa. Tết nhất đóng cửa chi. Ok kệ đi. Thần tài thổ địa tới nhà cũng vui. Trời ơi, được rồi. Lần đầu. Ơi, chúc Tết nha. 2, 3. Chúc mừng năm mới 2021. Trời ơi, con nói cho điều. Có điều hết trơn hả? Thôi vậy. Dạ, làm lợi đi. Dạ, nói cho điều nha. Đếm 2, 3 rồi con. 2, 3. Chúc mừng năm. Trời chắc ơi. Này nó không có bài, đâu. Này nó không có dạ, bài. Dạ, xin lỗi, trời. Dạ, mới ngày đầu tiên, mới đi, dạ. Mới ra nghề ha, dạ. Nghiệp ghê, rồi. Dạ, nói lại nè. 2, 3. Thôi, để tôi nói cho nó đều. Vậy chắc ăn rồi. Chúc mừng năm mới năm 2021, năm Tân Sửu. Thân tài, thổ địa, kính chúc gia đình an khang như ý, vạn sự như ý. Trời đất ơi, gì ý nhiều quá vậy? Dạ. Đừng có bỏ chữ ẹ trong nha, ý ẹ nữa. Dạ, xin lỗi gia chủ. Trời ơi, con sao chúc gì kỳ vậy con? Lì xì đi. Kệ đi. Chút như vậy ba mẹ con mới chú ý. Rồi, để hai vợ chồng có lì xì. Nè, hợp tổ dân phố xong chưa? Dạ rồi. Trời ơi, có hai người thôi mà nó rối. Công nhận mặc dù là vô đầu năm chúc Tết rất là hời hợt, nó không có nói chung là một cái bản sắc gọi là chuyên nghiệp vậy. Dạ. Nhưng mà vẫn chơi đẹp, vẫn lì xì. Lì xì đi anh. Lì xì lấy hôn nha. Lì xì nha. Dạ, năm mới bắt tài không? Năm mới bắt tài. Ráng tập lại gì gì đó. Chúc cái giọng đọc. Tập lại cái giọng đọc. Như không à. Dạ, dạ sự như ý. Rồi, cảm ơn nhiều nè. Xong. Rồi đi nhà khác đi. Mời. Cô ơi, đi chơi Tết đi cô. Cô không có rảnh. Tết dạ, rồi, cái quạt mình ta có kìa. Dạ, nó có lấy chơi đâu. Tết đi cô chú. Đi. Cô không có rảnh. Trời ơi, nè. Làm chơi Tết đi cô. Đi, làm phiền quá. Cái đó này thiệt tình nè. Ôi trời ơi. Gì? Thằng Minh Anh. Dạ ba mẹ. Ôi, trời ơi. Đất ơi. Minh Anh. Ai bày ra cái trò này? Dạ. Ai bày cho con cái trò này hả? Chị Lan chứ không ai. Ai vậy? Chị Lan đó. Chui. Trời đất ơi, nghĩ sao vũ đó mẹ. Cô Lan. Dạ tôi xin lỗi. Ủa, ai qua bên kia? Dạ tôi xin lỗi. Hay quá. Tôi chạy theo. Ở đâu có đồ bận vậy? Phải nhắc bả nữa, khổ quá ghê. Thấy đeo cái râu rồi tôi nghi rồi, thấy không? Không có thần tài nào mà đeo cái râu kỳ cục. Đeo vậy râu nó mọc ở đâu trên lỗ mũi vậy bà? Ủa trên lỗ mũi luôn hả ông chủ? Trời đất ơi. Dạ ông chủ kéo xuống tôi ông chủ. Kéo gì nữa, gỡ ra luôn chứ kéo nữa. Không có tay ông chủ ơi. Trời đất ơi, cô làm sao vậy hả cô? Hả cô nghĩ sao vậy? Trời đất ơi, cô làm sao mà cô xúi con trai tôi bày ra mấy trò này chi vậy hả? Trời ơi, mấy ngày Tết làm vậy cho vui ông chủ. Vui cái gì mà vui? Ba đừng có la vú nữa. Sao? Tại vì vú thấy con buồn
cho nên chúng mới chơi với con đó. Đúng rồi. Sao buồn? Tết nhất mà buồn là sao con? Dạ, tại vì ba mẹ đâu có chơi với con đâu. Nói bậy à, sao không chơi? Chẳng qua là ba mẹ bận thôi, cho nên là ba mẹ nãy giờ giải quyết công việc xong rồi ba mẹ kêu con xuống chơi nghe. Ừ, nó biểu lại lên trên lầu chơi đi, rồi chạy xuống đây Tết nhất ra đây chơi gì. Nhưng mà bình thường á, ba mẹ nói là bình thường thì cứ lên lầu chơi. Ừ, Tết đến thì phải xuống chơi với ba mẹ. Ủa vậy bây hả? Giờ Tết đến rồi, ba mẹ cũng muốn đuổi con nữa là sao? Đâu có đuổi, hồi nãy giờ là ba mẹ bận việc túi bụi hà, Tết nhất còn phải làm việc nữa rồi khai trương rồi cho nó nhanh, hiểu không? Thôi đi lên lầu chơi đi con. Ừ, lầu chơi đi. Chút xíu rồi ba mẹ. Ê Minh Anh. Minh Anh gì? Minh Anh, Minh Anh. Trời đất ơi, thuê quả đóng đồ này 200.000 tiền đâu trả rồi. Ý lộn nữa, bao lì xiện mới được nhiêu này nè. Trời ơi, cái bà này. Đó bởi vậy không? Tài lanh tài lẹt, bởi vậy mướn đồ chi cho tốn tiền, ráng chịu đi. Bởi vậy. Anh. Hư không. Hả? Tết nhất rồi, em góp ý xíu nha. Góp ý sao? Ăn nói nhỏ nhẹ chút xíu. Với lại đừng có la con như vậy. Anh lúc nào cũng ào la nó, nạt nộ nó. Anh làm như nó là cấp dưới của anh không bằng, mà cấp dưới của anh cũng không được quyền nói vậy nữa. Thôi, cái chuyện nói chuyện của tôi, không nói chuyện của bà nữa. Lúc nhắn tin tiếp cho sếp tôi coi. Nhắn cái gì? Em nói anh nghe nha, con á đang tuổi ương bướng đó. Nói chuyện cũng phải nhỏ nhẹ để nó bất mãn là mệt á. Thôi tôi biết rồi, im lặng cho tôi làm việc á. Cái gì vậy Minh Anh? Vô, ra đây chơi với con nhé. Cái gì nào quá vậy? Hả? Tắt nhạc, vô tắt nhạc. Dạ. Ồn ào quá. Trời ơi, công nhận cái bà Lan này bà cũng đầu tư ghê ha. Dạ. Không vui hả ba mẹ? Làm nhạc đồ ra, nhảy đồ nữa ha. Dạ, Minh Anh nó nhảy sao chỉ tôi nhảy y chang vậy cho nó vui. Bài hoài vậy, chấp hết bài chuyện này tới bài chuyện kia là sao cô Lan? Dạ. Có làm việc được với chị à? Đó thấy chưa, tôi nói rồi. Bà cứ cãi tôi không à. Ông mới cãi tôi đó. Bà cãi tôi. Nè, ba, cãi nhau gì con nữa phải không? Không có gì đâu con. Tết nhất là ngày vui mà. Lâu rồi nhà mình mới có dịp sum họp như vậy. Hay là mình chơi trò gì đi mẹ. Thôi được rồi, Tết nhất mà, một năm mới có một lần sum họp đúng không? Quên nữa, ra chơi Tết gì nhất mà đừng có la lối ôm sòm không có tốt. Dạ, chơi gì? Chơi gì đi, trên 50 đi, 50. Được á. 50, 50 á. Xin lỗi, em mà. Không được chủ. Nhà mình trốn chỗ nào ba? Nhà mình sao trốn, sao chơi 50 được? Không lẽ leo lên nóc nhà. Trời ơi. Chơi khác đi. À, bịt mắt bắt dê. Trời. Cái gì vậy? Được hả? Tôi đã nói rồi, cái chuyện gì của tôi là sao? Không tự giải quyết được hả? Không, vậy chứ cái chức vụ đó tôi phân cho mấy người để làm cái gì? Chơi gì ta? Bây giờ Tết chứ cũng tha cho tôi là sao? Nhảy dây. Tự giải quyết dây. Đi, nghe. Đâu có dây đâu nhảy. Mệt ra. Bây giờ có dê. Sếp gọi, sếp gọi. Ba. Dạ alo, dạ em nghe sếp. Dạ. Mẹ ơi, năm mới chúc sếp mẹ. Chào mẹ dạ, chúc, để mẹ nhắn tin nha. Dạ, công ty làm ăn ngày càng phát đạt. Dạ. Dạ. Chủ. Dạ. Chơi với nhỏ. Dạ. Dạ, gửi rồi. Dạ. Bà xã gửi kìa, quà sếp rồi. Dạ, sao sếp. Dạ, tôi chúc. Dạ, cảm ơn sếp. Dạ, mẹ. Dạ, không có gì. Dạ. Vậy cảm ơn. Đi qua công ty hỗ trợ giùm chị nghe. Bây giờ một mình con Thúy đó bệnh làm không có được cái gì hết kìa. Dạ rồi. Vậy nghe. Trời ơi, ba. Rồi xong rồi, thôi chơi đi. Chơi gì qua đây nói nghe. Cái gì? Sếp. Sếp sao? Sếp bảo mới gọi. Trời ơi. Khen quá. Khen gì? Khen nói trời ơi, vợ của anh là biết ý con của sếp. Mua quà cho con của sếp nhân dịp Tết. Trời ơi, mua cái bộ đồ nó mặc đẹp mà nó vừa y đúng cái màu nó thích luôn. Mong vô ăn. Vậy trời mới là em chứ. Thì bởi vậy nó trời ơi. Nói em hiểu ý con của sếp ghê, sếp quái quá. Trời cảm ơn vợ anh. Vậy là kỳ này ngon à, kỳ này là công ty anh ngon là. Thôi. Chơi gì nè, nghỉ đi. Hả? Khỏi chơi cái gì nữa hết. Ai muốn làm gì thì làm. Nè. Con nói chuyện đàng hoàng, con nói với ai vậy hả? Hả Minh Anh? Minh Anh. Con nói chuyện với ai vậy? Ba mẹ đó nha. Con thấy bình thường mà. Bình thường là sao? Con thấy mỗi lần ba bực mình, ba căng thẳng, ba cãi lộn với mẹ thì ba cũng đều nói chuyện nạt nổ như vậy mà. Nhưng mà nè, ba là người lớn mà nói chuyện với mẹ là vậy được, còn con là con nha, con được nói vậy là hổng thấy chưa? Tại sao con không nói được mà ba nói được? Cái gì? Con dám? Để em. Con nói cái gì vậy? Trời đất ơi. Con nói như vậy là con hổn lắm biết không? Ba xin lỗi ba.
dạy xin lỗi ba. Con đâu có làm cái gì có lỗi đâu. Tại sao con phải xin lỗi? Trời đất ơi, bữa nay nó bị cái gì vậy? Ai muốn làm gì thì làm đi. Nè, Minh Anh, Minh Anh, con dám nói vậy hả? Minh Anh, đứng lại. Con thôi được rồi, để tôi coi nó cho. Bà thấy chưa? Bà thấy là con trai bà chưa? Anh mới là người thấy đó. Tại sao? Đó, anh nói chuyện như vậy không mà con là ảnh hưởng là đúng rồi. Ảnh hưởng cái gì? Bởi vì người ta nói nhà dột từng nắp là đúng rồi. Bởi vì ta nói con hư tại mẹ là đúng rồi đó. Tại anh. Bà dạy kiểu đó mà, làm sao tôi dạy được? Thấy chưa? Bà dạy nó bây giờ nó nói chuyện với tôi vậy đó. Nó có coi ông già ra gì đâu. Đúng rồi, hở ra là con hư tại mẹ. Còn anh cháu không phải cha nó à. Ủa? Nói chuyện vô trách nhiệm. Nè, bà nên nhớ mỗi lần tôi dạy nó làm sao. Tôi dạy nó toàn bà binh nó không à. Bà đâu có cho tôi dạy nó đâu. Anh có dạy có nhỏ nhẹ không? Hay là nó ồn ào anh đàn áp nó? Đàn áp? Hở ra cái nói là anh đi làm, anh đi làm. Bà ở nhà bà không có dạy được con. Đúng, bà ở nhà trách nhiệm bà phải dạy cho con. Bà giỏi bà dạy đi. Hay lắm. Em ở nhà đúng không? Vậy giờ quán đổi vị trí đi. Quán đổi gì? Anh ở nhà đi. Coi cái việc nhà không tên nó như thế nào. Ở nhà bao nhiêu việc nào là con cái, công ty, nhà, cửa, đủ thứ việc trên đời hết. Em mà không quán xuyến giỏi thì làm gì có cái cơ ngơi như ngày nay. Hả? Ông bà chủ ơi. Bây giờ bà nói chủ. Vậy nữa. Cái gì? Cái gì nữa? Minh Anh mất tiêu rồi. Làm như vậy đừng có giỡn nghe. Nó mới vừa đi vô trong nhà nha. Không có, tôi kiếm hết tất cả các phòng trong nhà mình luôn, cũng không thấy Minh Anh đâu hết á. Ủa bộ nó biết tàng hình hả? Nó mới đi vô nhà nó làm gì nó biết mất hả? Nhưng mà tôi thấy cái cửa sao mở rồi. Cửa sao mở? Mở mở chứ. Em kiếm hết rồi, không có Minh Anh. Mà cửa sao nó mở? Hay là nó đi bằng cửa sao? Cửa sao cái gì? Nhiều khi nó nói cái nó giả bộ nó giận nó lên nó chui gầm giường nó trốn á. Lên kiếm trên gầm giường đi. Cái gì? Không có. Không có luôn. Chị Lan. Dạ. Sao vậy chị? Sao? Chị là cái người ở gần nó, chị giữ nó. Mà tại sao giờ con tôi đi đâu mà mất tiêu? Chị không biết là sao hả? Mắc cười quá mấy anh chị. Giờ nó có đi đâu sao tôi biết được? Thì thôi cứ giờ nó mở cửa ra khỏi nhà, đi ngoài đường. Đi ngoài đường xong đi vòng vòng lăn vô rừng. Vô rừng biết đâu gặp bạch tiếp rồi sao? Nói gì vậy? Ý chị nói con tôi là bảy chú lùn quá hả? Trời ơi, thôi đi. Vô rừng gặp bạch tuyết, chị coi ba cái phim hoạt họa, chị bị nhiễm lắm nha. Anh nói đó anh giỡn với bà nữa. Giỡn cái gì? Lo đi kiếm con đi. Bạch tuyết chú lùn gì ở đây? Bây giờ biết lo đâu kiếm. Chị gì nữa? Chị gì có nữa? Biết bạn bè nó là đưa những đứa nào không? Đấy. Chị có số điện thoại của nhà nó không? Không, tôi không biết. Trời nè, ơi, bây giờ nó chơi với đứa nào bà, hả? Lấy cái điện thoại ra, gọi điện thoại cho nghe. Bạn nó, nó qua nhà bạn nó đó, hỏi coi có không. Em mà biết bạn nó là đứa nào thì em đâu có hỏi chị Lan để làm cái gì. Thấy chưa, kia. Thấy chưa, làm mẹ vậy đó, thấy không? Tối ngày nó đâu có quan tâm con cái gì đâu. Con nó đi đâu, nó chơi với ai cũng không cần biết nữa. Lấy, điện thoại, ra. Lấy điện thoại ra. Làm gì? Gọi cho bạn nó. Làm cha, có trách nhiệm, gọi đi. Bạn nó là đứa nào, chơi với những ai, đi đâu, làm cái gì. Gọi đi. Đổi câu hỏi đi, câu đó khó quá. Thấy không, lúc nào cũng em, cũng em. Anh hay lắm. Bây giờ sao? Chị Lan, tôi năn nỉ chị đó. Chị cố chị nhớ đi. Nó hay chơi với đứa nào thân nhất? Tôi không có biết. Tại sao chị không biết được? Chị là ở ngựa gần nó mà. Đúng chị phải hiểu nó chứ. Tôi đã nói là tôi không biết mà mắc cười mà ủ hoài. Bây giờ chị không biết làm sao vợ chồng tôi biết. Thôi nha, thôi đủ rồi. Trời đất ơi, người làm mẹ, người làm cha đó trời. Mà con mình đi đâu không biết làm sao. Anh chị á, làm ơn nhìn lại mình đi. Cứ mỗi lần ngoài nhà này xảy ra cái chuyện gì á, không bao giờ nhận trách nhiệm về mình hết á. Toàn là tại anh, tại em, đổ cho người ta không à. Rồi nhìn lại mình đi. Nè, ha, cái nhà này sao? Đứa con 13 tuổi, đáng lẽ giờ này á, là nó được cha, được mẹ chở đi chơi Tết rồi. Còn anh chị sao? Cha thì gọi điện cho đối tác chúc Tết, mẹ thì gọi điện cho đối tác tặng quà cho con người ta. Nó nghe nó cũng phải buồn chứ. Trời đất ơi, tôi là mưu sinh tôi nghe tôi còn buồn rồi, không chi nó. Trời ơi chị Lan, bữa nay chị dám nói với vợ chồng tôi như vậy luôn á? Dám sao không dám? Giờ bất quá là nói luôn nè. Ý chị nói như vậy là vợ chồng tôi không quan tâm con cái, không biết dạy con đúng không? Chị mà biết quan tâm nó thì nó đâu có trốn khỏi nhà chị. Trời ơi. Dạ thưa cô. Bây giờ tụi em phải làm đây. Dạ thưa bây cô. Bây giờ làm sao? Trời chị Lan ơi. Đứng đây làm cái gì? Đi kiếm tôi nhớ cho tôi coi. Đúng rồi, đi kiếm nó thôi. Con ơi, Minh Anh. Trời ơi, Minh Anh ơi. Con đâu vậy hả Minh Anh? Minh Anh ơi, con đâu? Minh Anh, con đây nè. Trời đất ơi, con đi đâu vậy? Trời đất ơi. Trời ơi, con có biết là con làm ba mẹ lo lắng không vậy hả? Con đi đâu vậy? Đi đâu đây? Con đi đâu? Hả? Con lên Xuân Thượng chơi. Trời đất ơi, sao mà ở đây, ở lên Xuân Thượng làm cái gì? Tại vì ở dưới này đâu có ai chơi với con đâu. Con cũng muốn được ba mẹ yêu thương,
được ba mẹ chở đi học giống như các bạn vậy. Nhưng mà đâu có được. Thật ra con cũng thông cảm cho ba mẹ. Tại vì ba mẹ nghĩ là gần bên con đã có cô Lan rồi, có bà Vú đã chăm sóc con rồi, gần gũi con rồi, thành ra đâu có cần ba mẹ làm chi nữa. Nhưng mà cô Lan khác, còn ba mẹ khác mà. Ba mẹ bận quá mà. Thôi cho mẹ xin lỗi nha. Còn Khao khác, có được một ngày ba mẹ dành hết thời gian cho con, con cũng muốn được ba chở con đi ăn sáng, con cũng muốn được mẹ dạy con học. Đến ngay cả sở thích của con là cái gì ba mẹ cũng quên hết rồi. Minh Anh à, ba mẹ hết yêu thương con rồi đúng không? À, không, 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 đừng có nói như vậy. Ba mẹ lúc nào cũng yêu thương con hết, con là tất cả mà. Nhưng mà mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, mẹ không vậy nữa đâu, mẹ sẽ quan tâm con nhiều hơn nha. Ờ con à, thật sự là ba mẹ nghĩ là ba mẹ sẽ đi kiếm thật là nhiều tiền để lo cho cái gia đình mình, mà quên mất là một điều là quan tâm tới con. Không biết là con trai của ba là cần tới sự quan tâm ba mẹ như vậy. Cho nên thôi ba với mẹ sẵn đây cũng xin lỗi con. Và hứa với con nè, bắt đầu kể từ bây giờ là ba mẹ sẽ dẹp bớt công việc đi. Đúng rồi. Tập trung lo cho con và quan tâm con nhiều hơn nữa. Ba mẹ sẽ yêu thương được con. Không? Yeah. Con chịu không? Thiệt hả ba mẹ? Thiệt. Thiệt hả ba? Thiệt. Tết nè, Tết năm nay nha, ba mẹ tắt điện thoại. Con muốn đi đâu? Không xài điện thoại nữa, là dẫn con đi chơi Tết nguyên một mùa Tết luôn. Chịu không? Mẹ tắt điện thoại rồi đó. Tắt liền, rồi. Tắt liền. Sao? Thiệt hả mẹ? Thiệt. Hay quá Dũng ơi. Bỏ đi luôn. Kế hoạch của mình thành công rồi. Tắt rồi, tắt rồi. Mình thành công rồi. Ba mẹ, Dũng chỉ còn làm hết đó ba mẹ. Cái gì? Chị Lan. Bởi vậy tôi tiên đón như thần, tôi xách đồ đi về nè. Vú đi đâu? Sớm muộn gì cũng bị đuổi à con. Con ở lại ăn Tết vui vẻ. Dạ. Vú. Dạ. Đứng lại. Cho tôi về. Chị hay là... lắm. Thì ra tất cả mọi chuyện từ đầu tới giờ là do cô bày ra. Dạ, dạ. Tôi xin... không ngờ, tôi không ngờ cô lại nghĩ ra được chuyện này. Cô bày ra cho thằng con trai tôi. Cô có biết cô làm như vậy á là... Vợ chồng tôi cảm ơn cô không hết, cô biết không? Cảm ơn á. Anh cảm ơn mà anh nạt tôi vậy luôn hả? Không, tôi phải làm vậy đi thấy cái giá trị của cái sự bài vẽ của chị. Vậy cảm là không có trách tôi hả? Không có trách đâu, trách đâu. Cảm ơn chị không hết mà. Nhờ chị làm vậy thành ra vợ chồng tôi mới hiểu ra được vấn đề, mới biết được thằng con tôi nó cần cái sự quan tâm của cha mẹ nó như dạ. thế nào. Thôi cảm ơn chị nhiều cảm lắm ơn nha. Cảm ơn chị nha. Dạ, dạ. Anh Anh, ba mẹ, bây giờ nè, ưu tiên cho con muốn đi đâu Tết nè? Ừ, dạ. Tết này con muốn đi đâu? Con muốn về quê chơi. Về quê ba mẹ? Đúng rồi, lâu lắm mình không về quê. Ừ. Ê, xí. Hả? Để tôi gọi cho ba má tôi cái. Ủa chị? Hỏi ba má tôi có cho gia đình mình về ăn Tết không? Ờ, chị tự tin quá ha. Sao nói về quê? Về quê đâu phải về quê chị đâu, về quê của ông nội nó, cha tôi á. Trời ơi. Làm như con mình chỉ có quê vậy. Được rồi. Léo. Tết lâu lắm rồi mình không có về đúng quê rồi. Ông nội ăn Tết. Dạ. Tết năm nay ba với mẹ sẽ dẫn con về quê ông nội ăn nguyên cái Tết này luôn, chịu không? Để dạ chuẩn bị đi liền nè.